chương 71. 71. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vài ngày sau, thẩm ánh thu được sở thành tinh lúc, thẩm tích ngay tại trong thư phòng nhìn xem hoang nghi cùng nguyệt hằng cả phòng điên. Như vậy lớn một chút tiểu hài đặc biệt dễ dàng vui vẻ, hai tiểu cô nương truy truy đánh đánh đều có thể vui nửa ngày, hắn mỗi ngày nhìn một chút các nàng, tâm tình đều có thể tốt hơn không ít. Sở di ngày này cũng đến đây, ngồi ở một bên vừa nhìn hai cái tiểu hài chơi vừa ăn điểm tâm. Sau đó nàng nhấc lên. Muốn hay không gọi Nhu Lăng một đạo tới. Trong phủ tổng cộng ba nữ hài tử, có một cái tổng không cùng một chỗ, khó tránh khỏi cảm thấy bị cô lập đi. Có thế thẩm tích nói. Hoang nghi nói hỏi quá nàng, chính nàng không chịu tới. Nghĩ nghĩ lại nói, thôi, vẫn là mang tới đợi một hồi đi. Ta những ngày này bận biểu, hỏi nhiều nhất hỏi bọn hắn bài tập, hồi lâu không bồi bọn hắn chơi. Dứt lời hắn còn kém hai cái hoạn quan ra ngoài, gọi đem du lăng cùng thẩm tế đều mang tới. Bất quá nhiều lúc, hai đứa bé liền đến, trong thư phòng lập tức trở nên càng náo nhiệt, bốn đứa bé tiếng cười nối thành một mảnh. Thẩm tế đến cùng là nam hài tử, tính tình phá lệ gia. Tiến đến liền nói ở bên ngoài trên mặt đất thấy được một con biết nhảy đại trùng tử, châu chấu, hô nhu lăng hoa nghi cùng nguyệt hằng cùng đi xem hoa nghi cùng nguyệt hằng đều rất hiếu kỳ lập tức chạy ra ngoài nhu lăng thì rõ ràng chần chờ một chút nhìn xem phụ thân lại nhìn xem sở di sau đó mới đi theo cuối cùng đi sở di giật mình thẩm tích cũng nhăn hạ lông mày tiếp lấy liền thở dài nhu lăng tính tình xác thực khó chịu chút không giống hoa nghi cùng mặt trăng nhỏ sẽ chơi sẽ náo sở di gật gật đầu trong lòng suy nghĩ nữ nhi theo nương có thái tử phi như vậy dạy nhu lăng là như thế tính tình cũng không kỳ quái có thế tiếp lấy lại cảm thấy vẫn có chút quái đồng dạng là thái tử phi hài tử thẩm tế thật biết náo nha hơn nữa nhìn còn không giống chỉ là bởi vì nam hài tử thiên tính tương đối gia, nàng mặc dù cùng hai đứa bé này gặp không nhiều nhưng luôn cảm thấy thẩm tế trong mắt cảm xúc cùng hoang nghi nguyệt hằng đều là không sai biệt lắm thanh tịnh sáng tỏ không có chút nào lo lắng nhu lăng đâu tự hồ tổng ảm đạm một chút, chơi thời điểm đều ở suy nghĩ cái gì. Hai người nhất thời đều trầm ngâm, bọn nhỏ mang theo cười âm thét lên vào lúc này nổ. Trong viện, tại thẩm tế cùng hoa nghi đều tại trù trừ lấy không dám đụng vào châu chấu thời điểm, Nguyệt Hằng ổn chuẩn hung ác một tay lấy nó tóm lấy. Ca ca tỷ tỷ nhóm đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời hô thành một mảnh. Sau đó thẩm tế lá gan cũng lớn lên, hướng Nguyệt Hằng đưa tay. Cho ta cho ta, cho ta xem một chút. Đần độn mặt trăng nhỏ còn chưa hiểu bọn hắn đến cùng đang gọi cái gì đâu, nghe ca ca muốn, liền đem châu chấu bỏ vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Tiểu hài tử sợ hãi có đôi khi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bốn đứa bé bên trong có hai cái chạm qua châu chấu, mặt khác hai cái liền cũng không sợ. Tiếng thét chói tai như vậy tán đi, hoa nghi duỗi ra ngón tay đụng đụng bị thẩm tế nắm vuốt chân châu chấu, du lăng chưa tỉnh hồn cười, cười một lát, đột nhiên lại bị một cái ý niệm trong đầu đâm đến ý cười cứng. Nàng hiện tại còn không quá ký sự, nhưng nàng nhớ kỹ mẫu phi nói qua nàng thật nhiều thứ, nhưng nàng đừng như cái nam hài tử giống như. Nàng cùng đệ đệ cùng nhau chơi đùa mấy cái tổ kiến lúc, mẫu phi sẽ nói như vậy, nàng cùng đệ đệ cùng nhau ngược xuôi lúc, mẫu phi sẽ nói như vậy, thậm chí liền liền nàng ăn cơm nhanh một chút, mẫu phi cũng có thể như vậy nói nàng. Cho nên thời gian còn dài, nàng liền đem lời này nhớ kỹ nàng là cái nữ hài tử không thể cùng nam hài tử giống như nhu lăng thế là không có đưa tay đụng cái kia châu chấu không chỉ có như thế nàng còn có chút vì hai cái muội muội lo lắng lo lắng các nàng vào nhà lúc lại bị phụ vương nói sau một lát bọn nhỏ nhìn phát chán châu chấu liền đem châu chấu cầm tới bụi cỏ bên cạnh thả trở lại trong phòng cung nhân bưng nước đến để bọn hắn rửa tay thẩm tích cùng sở di mỉm cười mà nhìn xem cảm thấy mấy đứa bé đều rất tốt. Du Lăng cùng Thẩm Tế đều sẽ chiếu cố muội muội, chính Du Lăng lau khô tay, liền giúp Nguyệt Hằng xoa. Vừa lau bên cạnh nải thanh nải Ký nói với Nguyệt Hằng. Về sau không muốn chơi, không cần như cái nam hài tử. Ai? Sở Di Mi tâm cao lại, nhìn nhà mình tiểu ngốc mặt trăng tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, bận biểu ngoắc đem nàng kêu đến. Mặt trăng nhỏ chạy đến trước mặt nàng, nàng ôm nàng đặt ở đầu gối. Không quan hệ, tỷ tỷ là vì ngươi tốt, nhưng ngươi nghe nương nói. Ngươi muốn làm cái hảo hài tử, không thể làm chuyện xấu. Nhưng là những chuyện nhỏ nhặt này là không cần gấp gáp, thiên tính của ngươi là như thế nào liền như thế nào, coi như ngươi ngày sau như cái nam hài tử, chỉ cần không làm chuyện xấu sự tình, cũng vẫn là hảo hài tử. Đạo lý này đối mặt Trăng nhỏ tới nói khả năng có chút sâu, nhưng đối Sở Di mà nói, nàng liền là cảm thấy muốn đề phòng cẩn thận nàng không muốn để cho hài tử từ nhỏ liền bị cứng nhắc ấn tượng trói buộc chặt loại tình hình này bất luận phát sinh ở cổ đại vẫn là hiện đại đều là không đúng nữ hài tử không thể chơi transformer nam hài tử không thể chơi oa oa nữ hài tử hẳn là học văn khoa học tự nhiên là nam hài tử sự tình nữ hài tử sơ trung trước đó thành tích tốt đến cao trung liền so ra kém nam hài tử nàng nghe qua quá nhiều dạng này chợt nghe rất có đạo lý nhưng kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì số liệu ủng hộ lời lẽ sai trái thật sự biết trong đó tuyệt đại đa số căn bản liền là ước định mà thành đôi hướng kỳ thị một chút đều không muốn chuyện như vậy phát sinh ở hài tử nhà mình trên thân con của nàng từ xuất sinh bắt đầu cũng đã là trên thế giới này cao quý nhất hài tử còn muốn thụ loại này bỗng nhiên trói buộc quả thực không có thiên lý tốt a à. sở di thấm thía cùng mặt trăng nhỏ nói ngươi về sau nghỉ tại khuê phòng theo hoa, có thể, nghỉ tập võ luyện kiếm, cũng được. Biết sao? Bộ này đạo lý đối mặt trăng nhỏ thật sự mà nói quá sâu. Lấy nàng hiện tại cái óc, có thế trực tiếp lý giải chỉ có tỷ tỷ không cho ta chơi côn trùng, nương nói có thể chơi côn trùng. Sau đó, không biết ai đúng ai sai nàng nhìn về phía phụ thân. Thẩm tích từ sở di bắt đầu giảng loại này đại đạo lý liền đã tại khó khăn nén cười, nhưng bây giờ hài tử nhìn xem hắn, Hắn cũng không thể ở trước mặt chê cười nàng cái này làm mẹ. Hắn liền nhếch trà che giấu một chút, sau đó gật gật đầu. "Ngươi nương nói rất đúng, đúng sai không thể loạn, nhưng cũng không cần câu tiểu tiết." "Cái gì, đúng sai, cái gì, câu tiểu tiết?" Đối mặt Trăng nhỏ tới nói càng khó có thể hơn hiểu được. "Nhưng nàng nghe hiểu câu kia, ngươi nương nói rất đúng." Ý tứ này liền là "Có thể chơi côn trùng." Thẩm Tích cũng ôm qua Nhu Lăng nói một chút cùng với nàng giảng muốn chơi cái gì liền chơi ngươi vốn chính là cái nữ hài tử làm sao lại như cái nam hài tử đâu không có nói như vậy Nhu lăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng không nói khác chính lúc này thẩm ánh vào phòng điện hạ hắn tại gian ngoài thoa gặp có nữ quyến tại liền ngưng lại chân thẩm tích không quá để ý nói với hắn vào đi thẩm ánh lúc này mới tiến buồn trong xem xét vị kia nữ quyến nguyên là sở di, trong lòng tự nhủ thật là đúng dịp, sau đó liền đem sở thành muốn hắn lời chuyển đạt nói cho thái tử. Tiếp lấy hắn lại hướng sở di ôm quyền. Sở đại nhân còn nói, mời lương đệ nương tử cũng nhiều bảo trọng thân thể. Dưới mắt chợt ấm còn lạnh, dễ dàng sinh bệnh. Sở di gật đầu rồi gật đầu, thẩm kích gặp sở thành không chịu trở về, khóa mi thở dài, khoát tay nhường thẩm ánh lui xuống thẩm tích lúc ấy nhưng thật ra là không nghĩ nhiều, liền cũng không có kịp phản ứng. Đợi đến buổi tối nằm dài trên giường, chung quanh an tĩnh lại, hắn bỗng nhiên trở lại mùi vị. Mơ màng chìm vào giấc ngủ sở di chỉ cảm thấy người bên cạnh bỗng nhiên giật cả mình, còn tưởng rằng là chìm vào giấc ngủ lúc đột nhiên chết thẳng cẳng đánh thức loại tình huống kia, vô ý thức bên cạnh mắt xem xét, đã thấy hắn rõ ràng mắt vẫn mở. Thế nào? Nàng nghi ngờ nói thẩm tích hết sức chăm chú suy nghĩ lấy, trở về nàng một tiếng. Xuyệt. Sở di chợt im lặng, không chớp mắt nhìn qua hắn, rất mau nhìn ra hắn việc này nghĩ sự tình đâu. Thẩm tích lật qua lật lại suy tư một bên, tại tỉnh ngộ bên trong thật sâu chậm một hơi. Sở thành đây là cho hắn chi chiêu đâu. Nếu không, hắn không cần thiết đột nhiên nói mình thân thể khó chịu. Bọn hắn đã ở thư ở giữa nghị trải qua nhường hắn trở về chuyện, coi như hắn không chịu lúc này đột nhiên đề cập thân thể khó chịu cũng không tránh khỏi quá mức gượng ép mà lại chỉ có ngần ấy nội dung hắn kỳ thật cũng không cần thiết nhường thẩm ánh cho hắn tiện thể nhắn làm được tận tâm như thế đại khái là muốn để hắn mau chóng phát giác có khác ý đồ có để người khác nhìn không tốt lắm cho nên không thể trực tiếp viết ra ý đồ sở thành là muốn cho hắn tránh một chút cáo ống không ra đem hết thảy gánh nặng đều đẩy đẩy trước tạm tránh đi phụ hoàng phong mang hắn lúc trước không có nghĩ như vậy quá bởi vì hắn là thái tử nhiều năm trước tới nay đã quen thuộc tại hiệp trợ phụ hoàng xử lý triều chính tăng thêm phụ hoàng đương hạ hoa mắt ù tai hắn càng thêm cảm thấy gia quốc thiên hạ đều là trách nhiệm của mình chưa hề nghĩ tới vào lúc này lâm trận bỏ chạy nhưng sở thành nhường hắn tránh ước chừng cũng không phải vì tránh mà tránh đơn giản như vậy hắn thế tất từng có rất nhiều suy tính thẩm tích thời gian dần qua tỉnh lên đồng, lại châm trước một lát, dương âm kêu trương tế tài tiến đến. Vĩnh Châu đồng tri sở thành gần đây bệnh, nhưng hắn hồi kinh dưỡng bệnh, đổi triệu nguyên tới chống đỡ hắn việc phải làm. Thẩm tích phân phó nói, kỳ thật chuyện xui xẻo này nguyên cũng nên là triệu nguyên, triệu gia giáo nữ nhi giáo không được, đứa con trai này vẫn còn rất có tài cán. Thẩm tích lúc ấy bởi vì nhường thái tử phi tức giận đến quá sức mà tạm thời đè lại triệu nguyên, Triệu Nguyên hai năm này đều cần cù chăm chỉ đến không được, sợ mình từ đây không có cơ hội. Trương Tế Tài ứng thanh cáo lui, thẩm tích buông lỏng khí, nghiêng đầu liền thấy sở di mộng. Làm sao đột nhiên để cho ta ca trở về? Nàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng không có gì. Hắn thần sắc thoải mái mà cười cười, nhắm mắt lại, tại ngực nàng chỗ hôn một cái, chỉ là có chút sự tình phải ngay mặt thương lượng một chút, liền thuận tiện nhường hắn trở về nuôi. Nhà. Sở Di thả lỏng trong lòng, một hơi còn không có thư xong, đã cảm thấy hắn tay từ trong chăn sờ qua tới. Căn cứ vào hắn lần trước như thế lục lọi kéo lúc không cẩn thận đem nàng bên trong trên quần dây buộc từ nơ con bướm kéo thành chết chực, khiến cho hai người hơn nửa đêm tay nắm đến nghiên cứu làm sao giải, cuối cùng làm cho hào hứng hoàn toàn không có, lúc này nàng rất có bức số chủ động giải dây lưng thẩm tích vừa vặn cũng nghĩ đến sự kiện kia, hôn nàng cười nhẹ một tiếng, khen nàng nói. Thật tri kỷ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 72 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Triệu Nguyên đến Vĩnh Châu thay sở thành việc cần làm, sở thành liền là khắc trở về kinh. Hắn đến trong kinh lúc, thời tiết cũng dần dần nóng đi lên, thái tử vừa vặn mượn nắng nóng xưng bệnh, tại dục nhân viên bên trong an tâm dưỡng bệnh không ra khỏi cửa. Sở thành mượn thăm hỏi muội muội lý do đi dục nhân viên. Mặc dù như hoàng đế lòng nghi ngờ đủ nặng tóm lại còn có thể tra được, nhưng nhiều một đạo lý do che giấu tai mắt người tóm lại bảo hiểm một điểm. Hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn đi xem sở di, thế là tiếng dục nhân viên sau, hắn liền trực tiếp đi Ngọc Lan Uyển. Nguyệt Hằng lần trước gặp hắn thời điểm vừa mới trăng tròn, sớm đối với hắn không có ấn tượng, lúc đầu rất có điểm sợ người lạ, co lại sau lưng sở di thẳng vào nhìn qua hắn. Nhưng sở thành, mặt dày mày dạng, làm bộ xem không hiểu Nguyệt Hằng tại tránh, kiên nhẫn đùa Nguyệt Hằng chơi, còn lấy điểm tâm đi lấy lòng nàng. Là lấy chỉ một lúc sau, Nguyệt Hằng liền cùng với nàng quen đi lên, sở thành bên cạnh theo nàng chơi bên cạnh cảm thán tiểu cô nương thật đáng yêu. Sở di ở bên cạnh thấy cười. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tìm cho ta cái tẩu tẩu, chính mình xin một cái nha." Sở Thành lại không tiếp cái này gốc rạ, phối hợp tiếp tục bồi nguyệt hằng chơi lấy, sau một lát mới lại mở miệng. "Thái tử điện hạ lúc nào rảnh rỗi?" "Buổi trưa đi." Sở Di Đạo, hắn biết ngươi muốn trước đến ta bên này liền không có ở buổi sáng an bài thời gian, nói buổi trưa trước một đạo dùng cái thiện, sau đó các ngươi lại đi nghị sự. Sở Thành gật gật đầu, cũng không nóng nảy hết sức chuyên chú tiếp lấy bồ cháu gái điên. Đường thẩm tích đi vào Ngọc Lan Uyển thời điểm, liếc mắt liền thấy gặp nhà mình bảo bối khuê nữ đang bị nàng cửu cửu ngược lại mang theo. Hắn vô ý thức hít vào khí, lại nhìn kỹ, phát hiện nha đầu ngốc này đang cười đấy, cười đến đặc biệt hăng hái. Mau thả hạ. Thẩm tích cười nhạo lấy quá khứ giành lại nữ nhi ôm vào trong ngực, Nguyệt Hằng ý cười chưa hết, hoang thiên hỷ địa gọi hắn. Cha! Ai, nói với ngươi, gọi phụ vương. Sở di uống nắng nàng. Hài tử ban đầu tất nhiên là học cha mẹ dễ dàng, nhưng hiện nay nàng dần dần cũng biết chút phức tạp câu chữ, bọn hắn liền đang từ từ đổi nàng xưng hô. Mặt trăng nhỏ lại hoang thiên hỷ địa một lần nữa kêu một tiếng. Phụ vương. Thật ngoan. Thẩm tích tại nàng trên trán hôn một cái, nghiêng đầu phân phó trương tế tài, truyền lệnh đi. Cả bàn thiện không bao lâu liền vải đủ, sở di khó được lại cùng thẩm tích cùng nhau dùng bỗng nhiên ăn trưa. Hắn gần đây thật sự là bận quá, mỗi ngày đều là nàng nhường ứng tuyền chuẩn bị tốt đưa đi, Nhưng mặt trăng nhỏ cùng hoa nghi cùng nhau bồi tiếp hắn ăn hắn mới lo lắng việc này, hướng Ngọc Lan viễn đi một chuyến là thật không có thời gian. Sở di tự nhiên thật cao hứng, bất quá mặt trăng nhỏ càng cao hứng, nàng phát hiện hôm nay thiện trên bàn có ba người đang chiếu cố nàng, thay phiên cho nàng gấp thức ăn. Ba một trưởng bối đổ cái này rút đi cái kia lại đưa tới, mặt trăng nhỏ mở to một đôi mắt to nhìn tới nhìn lui, nhìn một chút liền khanh khách cười lên. Sau đó nàng duỗi ra chính mình tiểu sứ chìa, lần lượt cho ba vị trưởng bối lấp cái viên thịt. Loại sự tình này, sở di cùng thẩm tích coi như tập mãi thành thói quen, sở thành lại thật sự là một nháy mắt tâm đều sốt giòn, thiếu chút nữa tại thái tử trước mặt trực tiếp ngất đi. Ăn cơm xong sau, sở thành quả thực không muốn đi cháu gái làm sao đáng yêu như thế thẩm tích không thể không bình tĩnh khuôn mặt quá khứ chụp vai của hắn ra hiệu hắn cùng rời đi sở thành lúc này mới lưu luyến không rời rời đi ngọc lan uyển cũng may đến thư phòng lúc sở thành thuận lợi khôi phục bình thường thẩm tích mời hắn ngồi xuống lấy trương tế tài tốt nhất trà tiếp lấy liền nhường cung nhân nhóm đều lui ra ngoài sở thành nhếch trà mỉm cười một cái ta biết điện hạ muốn nói cái gì muốn ngài dạng này trốn tránh, ngài có lo lắng. Thẩm tích gật gật đầu. Là. Sở thành cũng gật đầu. Ngài tự nhiên có lo lắng, cùng ngài niên kỹ tương tự mấy cái huynh đệ đều không thành thật, điểm này mãn triều đều biết. Hắn bỗng nhiên thanh nhấp một ngụm trà. Ngài sợ ngài dưỡng bệnh thời điểm bọn hắn nắm đúng thời cơ thận trọng từng bước, trêu đến hoàng thượng mắt xanh, ngài trữ quân vị trí liền bất ổn. Hắn nói đến từng chữ đều đúng thẩm tích gật đầu thở dài là sở thành mỉm cười một cái dưới mắt ta cũng cáo ốm không gánh việc phải làm ngài đông cung quan bên trong tất cũng không ít người muốn lấy ta mà thay vào điện hạ lại bởi vì có người bên ngoài bốc lên đi lên liền đem ta bỏ đi không cần a à. thẩm tích khóa mi trầm ngâm hắn hiểu được sở thành lời này ý tứ suy nghĩ về sau nhưng vẫn là lắc đầu hai việc khác nhau kỳ thật điện hạ hiện tại cáo ốm hoàng thượng đối điện hạ so với điện hạ đối ta, sẽ chỉ càng không dễ dàng dao động. Sở thành cười nói. Thẩm tích liền giật mình, vẫn nghĩ một hồi, vẫn là hỏi hắn. Ngươi cầm chuẩn A. Sở thành ý cười càng đậm. Xem ra điện hạ cũng từng có đồng dạng suy đoán. Thẩm tích không có phủ nhận, gật đầu nói. Tự nhiên một sáng liền có thể nghĩ đến, chỉ là cầm không quá chuẩn, không dám tùy tiện động tác phụ hoàng hiện nay tình hình, kỳ thật cũng không có khó như vậy đoán. Thẩm tích cho dù không biết hắn tại sao lại có dạng này kinh thiên động địa biến hóa, cũng có thể nhìn ra hắn đây hết thảy biến hóa cũng là vì cái gì. Bất quá là vì vững chắc quyền lực mà thôi. Thấm tần chết, hắn là sợ có người ngoài ngấp nghé hoàng quyền, ngũ đệ sự tình, hắn là sợ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời gian đoạt kỳ hoàng vị, tứ công chúa hòa thân, quả thật phụ hoàng không chịu động binh lý do cũng còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng thay cái mạch suy nghĩ làm sao biết hắn không phải tại kiên kỵ các tướng quân công cao chấn chủ cho nên thẩm tích trước kia cũng nghĩ qua dưới mắt cho dù các huynh đệ đều đang ngó chừng hắn trữ vị hắn cũng không cần lộ ra để ý quá nhiều có lẽ mới là tốt sẽ không khiến cho phụ hoàng kiên kỵ có thế hắn cũng hoàn toàn chính xác không nắm chắc được phụ hoàng biến hóa đến cùng vẫn là quá đột nhiên sở thành nói bất luận hoàng thượng đương hạ biến thành cái dạng gì thời gian cũng còn không tính quá dài nghĩ đến điện hạ cùng hắn phụ tử tình cảm cũng vẫn là ở lúc này điện hạ sinh bệnh hoàng thượng nhất định vẫn sẽ có chỗ buồn tâm có cái này mấy phần lo lắng tại điện hạ liền đã an ổn rất nhiều mà lúc này như huynh đệ của ngài nhóm đương đó là cái cơ hội nghĩ tại lúc này lấy ngài mà thay vào khó đảm bảo không phản khiêu khích hoàng thượng kiên kỵ điện hạ ngài suy nghĩ một chút như ngài là một vị ngày ngày lo lắng quyền lực vững chắc quân chủ, là một vị mặc dù địa vị vững chắc nhưng cũng không quá mức khác người cử động trữ quân càng làm cho người ta khẩn trương, vẫn là rõ ràng muốn cướp đoạt trữ quân vị cái khác nhi tử càng làm cho người ta khẩn trương. Thẩm tích trầm nhưng cân nhắc, nửa ngày, nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng lắm. Theo phụ hoàng đương hạ tính tình, như thực sự có người ngấp nghé trữ quân vị, nhất định lại càng dễ nhường hắn hoài nghi người này có phải hay không cũng ngấp nghé hoàng vị. Mà hắn cái này đã thành trữ quân, ngược lại chưa hẳn như vậy đáng giá kiên kỵ, dù sao hoàng vị sớm muộn là hắn. Cho nên điện hạ an tâm trốn tránh cũng được. Sở thành giọng điệu nhẹ nhõm, ai muốn lúc này xông tới tranh, liền từ lấy bọn hắn đi tranh. Ngài lo lắng sự tình, tự có người so ngài càng thêm lo lắng. Thẩm tích thở dài. Đó là cái biện pháp, biện pháp này nhưng lại làm kẻ khác bất đắc dĩ cực kỳ còn nữa hắn tóm lại không thể một mực cáo ốm phụ hoàng như một mực là dạng này hắn còn phải mau chóng làm ra bước kế tiếp dự định mới là hắn liền lại cùng sở thành thương lượng một hai sở thành minh bạch hắn ý tứ lại chỉ có thể lắc đầu thở dài cái khác chủ ý thần nhất thời cũng không dám tùy tiện đề cho điện hạ rồi đến cùng quân tâm khó dò thần dù tự hỏi có thể biết lòng người cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dưới mắt một bước này đến cùng coi như ổn thỏa, bước kế tiếp như thế nào? Lại nhìn đi. Thẩm tích lại tiếp tục là một tiếng thở dài. Hắn như hiện tại cầu nguyện phụ hoàng biến trở về lúc trước dáng vẻ, không khỏi quá mức ngây thơ, nhưng hắn quả nhiên là kìm lòng không đặng một mực tại nghĩ như vậy. Thôi. Cuối cùng hắn câm cười cười, tạm thời trước dạng này. Ta cũng là muốn nhìn một chút nếu ta thân thể không tốt, ta mấy vị kia huynh đệ có thế tranh đến cái gì phần bên trên. Trong kinh, ngũ hoàng tử trong phủ, hai huynh đệ cái ngồi đối diện nhau, đều là sắc mặt xanh xám. Tam hoàng tử đối ngũ đệ mới vừa nói ra cái kia lời nói quả thực không dám tin, nhìn chầm chầm hắn thật lâu, phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ta hiện nay không muốn cùng nhị ca tranh. Ngũ hoàng tử nhạc thanh lại lặp lại một lần, lời còn chưa dứt nhà mình tam ca khoác lên cái ghế trên lan can tay liền siết chặt. Lại quá một lát, tam hoàng tử thẩm huy lại lần nữa cười thanh. Là vì lần kia phụ hoàng nghi ngươi, ta không có vì ngươi nói giúp sự tình, ngươi ghi hận ta đúng hay không? Thẩm hút không nói chuyện, thẩm huy sau răng hơi cắn. Chuyện này là ta cái này đích thân ca có lỗi với ngươi, có thế ngươi nếu vì cái này liền đứng ở nhị ca bên kia, không khỏi cũng quá buồn cười. Lúc ấy tình hình như vậy, mấy vị ở đây hoàng tử đều không dám lên tiếng, không chỉ là một mình hắn. Mà thái tử, hắn dù sao có trữ vị trí tại thân, nguyên cũng so với bọn hắn đều nhiều mấy phần lực lượng, mở cái miệng này bán một cái nhân tình cũng không kỳ lạ. Ta sẽ không đứng ở nhị ca bên kia. Nhưng hắn bệnh thời điểm ngươi muốn làm gì, cũng không cần tìm ta. Thẩm hút tỏ rõ lập trường. Thẩm Huy tức giận đến tái mặt, nhưng nghĩ lại khuyên lại khuyên không ra cái gì. Hắn một mực biết thẩm hút bởi vì sự kiện kia mà đối với hắn trong lòng còn có bất mãn, những ngày này có thể nói đạo lý đều nói lấy hết, thẩm hút cái này rõ ràng là không nghe lọc tai. Cuối cùng hai huynh để cái tan rã trong không vui, thẩm hút không có đứng dậy tiễn hắn, mặt lạnh lấy lại tiếp tục ngồi nửa ngày, rốt cục đem hết thảy cảm xúc hóa thành thở dài một tiếng. Tam ca cho là hắn mang thù, kỳ thật hắn là mang thù, nhưng là cũng không chỉ là mang thù một lần kia thật sự là đem hắn dọa sợ, lại có thấm tầng một mệnh ô hô sự tình phía trước, hắn thiết thực cảm nhận được tử vong tới gần kinh khủng. Điểm này, Tam Ca là không có cách nào cảm động lây. Cho nên hắn thật đối Tam Ca bất mãn, thật cảm tạ nhị ca, cũng thật không nghĩ còn như vậy đầu óc phát sốt đi tranh, cuối cùng không minh bạch đem mệnh góp đi vào. Còn nữa, hắn nghĩ khuyên nhủ Tam Ca xem ra là không thể nào, vậy vạn nhất ngày sau Tam Ca một bước nào đi nhầm, Lan đang vào tù thậm chí mạng sống như treo trên sợi tóc, có thể vì hắn trò chuyện, đoán chừng cũng chính là bọn hắn mẫu hậu cùng hắn cái này thân đệ đệ. Vậy hắn hiện nay rời cái này chút sự tình càng xa càng tốt. Hắn cũng dính vào những này, đến lúc đó ai còn có thể cứu ai đây? Lại nói đến bi quan một chút, nếu bọn họ hai cái đều góp đi vào, mẫu hậu làm sao bây giờ? Thẩm hút gần đây đều đang nghĩ những thứ này hắn đã từng cũng cảm thấy vì cái kia hoàng vị dựng vào mệnh cũng đáng như thế trên vạn người vị trí là đáng giá liều chết đánh cực một lần có thế sự kiện kia nhường hắn đột nhiên thanh tĩnh hắn đột nhiên cảm thấy dạng này mù quáng đi tranh giống như có chút ngốc hắn dù sao đã là hoàng tử ngày sau bất luận như thế nào đều có thể áo cơm không lo tiêu sái tùy tiện sống hết đời quả thật như thế cả một đời vĩnh viễn là trên vạn người lại tại dưới một người coi như vì lại hướng phía trước tiến một bước kia không làm cái kia dưới một người liền đi bốc lên như thế hiểm đáng a à. phụ hoàng hiện nay tính nết cũng không thể dựa theo năm đó tìm tòi dục nhân viên ngọc lan uyển bên trong sở di tại thẩm tích vừa trở về lúc phát giác hắn vẫn có chút buồn bực nhưng bất quá nhiều lúc hắn lại thần thanh khí sản thôi cuối cùng tạm thời có thế an an tâm trận này ta liền nhiều bồi bồi ngươi cùng bọn nhỏ hắn nói như vậy tiếp lấy còn có nhiều hứng thú hỏi nàng ngươi có cái gì rất muốn làm sự tình. Chỉ cần có thể tại trong vườn làm là được. Ta hiện nay nuôi bệnh, mang ngươi ra ngoài không thích hợp. Vậy liền buồn bực tại trong vườn độ cái giả đi. Dù sao vườn cũng không nhỏ, khá hơn chút địa phương nàng còn chưa có đi qua đây. Sở di nghĩ rất thoáng, lập tức liền đề chủ ý, chèo thuyền, loại hoa, chơi diều. Nghĩ cưỡi ngựa có phải hay không cũng có địa phương chúng ta còn có thể tìm trống trải địa phương chi vị nướng ăn đồ nướng, ta muốn ăn cái kia loại kinh ngạc cá nướng, xoát ngọt mặn miệng tương cái chủng loại kia. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không có canh 2A, nhức đầu một ngày, khả năng có chút cảm mạo tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 73 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày thứ hai, thẩm tích liền nghĩ đến thích hợp ăn đồ nướng địa phương. Hắn đem sở di dẫn tới dục nhân viên nhất cánh bắc, chỗ này có tòa núi nhỏ bị nhốt lại vườn trong phạm vi, chân núi còn có đầu dòng suối nhỏ. Chính vào ngày mùa hè, trên núi thanh thúy tươi tốt một mảnh, nước dòng suối nhỏ róc rách. Thẩm tích nhường ứng tuyền đem lò nướng gác ở bên dòng suối, thẳng cùng sở di cùng nhau ngồi ở cách đó không xa trên đồng cỏ, ở trong cửa hàng một đại trương chiếu rơm, dùng để một hồi thả ăn làm, nhìn mười phần hài lòng. Mặt trăng nhỏ thì cùng hoang nghi nhảy cẩn hoang hô lấy đi chơi, dòng suối nhỏ bên trong có chút nồng nọc nhỏ, hai người bọn họ trước đó đều chưa thấy qua, tràn ngập tò mò đưa tay đi vớt. Bất quá nhiều lúc, cá nướng hương khí nhẹ nhàng ra. Cá là sở di điểm danh muốn hồng tổn cá. Cái này cá tại nàng xuyên qua lúc ấy thanh danh đã không tốt lắm, chủ yếu là rất nhiều phạm pháp thương gia lấy nó giả mạo Đại Tây Dương Khuê, cũng chính là trên phố tục xưng cá hồi. Nhưng hồng tổn cá cũng không phải là hải ngư, ăn sống có thể sẽ có lây nhiễm ký sinh trùng rủi ro, trong lúc nhất thời tại ủy bộ đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng trên thực tế, người là người xấu, nhưng cá thật sự là tốt cá. Đem thời gian tuyến lại hướng phía trước đẩy cái 10 năm, Bắc Kinh xung quanh nông gia viện đều yêu bán nướng hồng tổn cá một đầu chỉnh cá từ phần bụng bổ ra, lấy sạch nội tạng, đặt ở giá nướng bên trên xoát ngọt mặn miệng tương liệu bên cạnh nướng, nướng chính sau lại vẫy cây thì là mặt cùng bột tiêu cây, gọi là một cái tươi hương bức người. Sở di ở trên trung học thời điểm đã từng đạt thành quá một mình ăn xong hai đầu nướng hồng tổn cá chiến tích, nhưng bây giờ coi như cũng có rất nhiều năm chưa ăn qua. Điểm ấy đơn giản đồ nướng đối ứng tuyền tới nói là một bữa ăn sáng, rất nhanh, đầu thứ nhất cá liền thịnh tại sứ trắng trong mâm đã bưng lên. Sở di xoa xoa tay, chấp lên đũa liền kẹp. Thẩm tích tò mò quan sát hai mắt, cũng kẹp một ngụm đến ăn. Hai đứa bé nghe được cá mùi hương cũng chạy tới, nhũ mẫu vội vàng muốn tiến lên phụng dưỡng. Nhưng sở di khoát tay nhường nhũ mẫu lui xuống, chính mình đem hai cái đều kéo đi tới, lần lượt uy. Đến, hoang nghi. Ngồi tại chiếu rơm đối diện thẩm tích hướng hoang nghi ngoác phụ vương cho ngươi ăn ăn. Hoa nghi liền lập tức ngoan ngoãn đi qua, thẩm thích kiên nhẫn kiểm tra quá trên chiếc đũa kẹp lấy thịt cá, xác định cái này một ngụm không có đâm cũng không có quả ớt mặt mới đút cho nàng. Hoa nghi ăn đến miệng nhỏ bên trong căn phòng, hàm hồ ngẩng đầu nói với hắn. Mẫu phi thích ăn cá. A, à, vân thi là thích ăn cá. Sở di gật đầu, sau đó quay đầu nói cho Thanh Ngọc, nhường ứng tuyền lại nướng một đầu, lấy người cho vân thi nhân lúc còn nóng đưa đi, thiếu thả cây, nàng ăn không được. Nàng dặn dò nói. Hoa nghi lúc này an tâm, lại ăn hai cái cá, còn rất chú trọng muốn dựng cảm lạnh đồ ăn ăn. Trao trộn là sớm nhường phòng bếp nhỏ chuẩn bị tốt mang tới, hai đứa bé đều thích ăn cái kia đạo chụp dưa leo, cùng cá nướng dựng lấy phá lệ sướng miệng. Đợi đến con cá này ăn một nửa thời điểm, thẩm tích trước kia kém đi ra hoạn quan gãy trở về, không người bẩm thái tử phi điện hạ nói đại công tử cùng công chúa gần đây có chút bị cảm nắng phải thật tốt nghĩ một chút liền không tới thẩm tích mi tâm nhảy một cái thật tốt làm sao bị cảm nắng rồi ước chừng liền là gần đây thời tiết nóng nặng đi cái kia hoạn quan đạo thẩm tích nhíu lại mi nhẹ gật đầu vậy liền để bọn hắn thật tốt nghỉ ngơi ngươi lại đi cùng thái tử phi hồi cái lời nói nói ta trễ chút đi xem bọn họ một chút cái kia hoạn quan lĩnh mệnh, lại lần nữa quay trở lại khuynh văn điện. Thái tử Phi sau khi nghe xong cũng không nói cái gì, liền để hắn lui xuống. Thái tử phải tới thăm hài tử, nhưng hắn nhìn là được. Hắn tóm lại không đến mức cùng hai đứa bé xác minh có hay không bị cảm nắng chuyện này, hai đứa bé cũng chưa chắc nói được rõ ràng. Nàng là sẽ không để cho con của nàng cùng sở thị thân cận. Nàng gần đây hồi tưởng ít nhiều có chút quán hận. Nàng biết mình không hợp thái tử ý, nàng cũng không muốn thái tử một mực tại nàng nơi này, nhưng ngoại nhân cảm thấy nàng không hiền lành. Nhưng tại Sở thị xuất hiện trước đó, thái tử mỗi quá 3 năm ngày tổng còn sẽ tới nhìn nàng một cái. Bây giờ, nàng đều nhanh số không ra một hồi trước cùng thái tử gặp mặt là lúc nào. Sở thị cũng là gan lớn, thật sự dám kề sát thái tử không buông tay. Nếu không phải nàng cái này chính phi cùng Vân thị cũng đều tuần tự sinh ra hài tử, yêu phi thanh danh sở thị sợ là đã sớm ngồi vững. Thật mệt mỏi. Triệu Cẩn Nguyệt nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy mình từ đầu đến cuối tại một cái khốn cục bên trong, làm thế nào cũng không đúng. Thái tử đối nàng không hài lòng, nàng cố gắng đi xem hắn nhìn qua những sách kia, cũng không biết có phải hay không thấy quá muộn nguyên nhân, nàng cũng đọc không rõ bao nhiêu, chỉ có thể đọc cái da lông. Mà lại nàng còn muốn lén lút, cũng không dám để cho thái tử biết, cũng không dám như người nhà mẹ để biết. Loại cuộc sống này thật là khiến nàng mỏi mệt cực kỳ. Lúc trước nàng còn luôn có thể nghĩ chính mình có hy vọng, đợi đến thẩm tế lớn lên, cuộc sống của nàng tự nhiên sẽ tốt hơn. Có thế theo thời gian chuyển dời, nàng chịu đến càng ngày càng lâu, điểm này có thể cho nàng mang tới mừng rỡ cảm giác cũng bị làm hao mòn đến càng ngày càng ít. Nhưng cùng lúc, nàng lại không muốn đi giày vào sở thị. Sở thị không trêu vào nàng, cũng không tính cái nhiều ỷ lại sủng sinh kiều người, tại trong đông cung không gặp phải quá chuyện gì, trái lại người bên ngoài tìm nàng gốc rạ thời điểm nhiều chút. Nàng như đi chọn sở thị sai lầm, danh bất chính, ngôn bất thuận. Triệu Cẩn Nguyệt liền đành phải mỗi ngày đều như vậy buồn bực chịu đựng. Mỗi một khắc đều là tại chịu. Dưới núi bên dòng suối, sở di tại ăn no về sau để cho người ta đem 21 dắt tới. Thẩm tích đem 21 cho nàng thời điểm, 21 vẫn là thất tiểu ngựa con, hiện tại đã là một đầu uy phong lẫm lẫm đại mã. Nguyệt Hằng lúc trước chưa thấy qua nó, bởi vì trong chuồng ngựa tổng khó tránh khỏi có một cổ mùi vị, sở di đi cùng 21 chơi thời điểm sẽ không mang nàng đi. Dưới mắt, sở di cũng thật không dám nhường Nguyệt Hằng tới gần, sợ nó đá Nguyệt Hằng. Nhưng thẩm tích nói, không có việc gì. Dứt lời liền ôm lấy Nguyệt Hằng, ôm nàng đi phủ 21 bóng loáng bờm ngựa, rắn chắc lưng ngựa, 21 giống như biết đó là cái tiểu hài tử, lộ ra vô cùng dịu dàng, liền từ trong lỗ mũi hơi thở đều thả nhẹ. Sau đó thẩm kích còn đem hoa nghi cùng Nguyệt Hằng đều ôm đến trên lưng ngựa, để các nàng kỵ trong chốc lát. Sở di thấy nơm nớp lo sợ, cũng chính là chính hắn ở bên cạnh trong coi nàng mới phát giác được có thể, nếu chỉ là cung nhân nhìn xem, nàng nhất định không đồng ý. Kỵ tiểu một khắc, hắn mới đem hai đứa bé từ trên lưng ngựa ôm xuống tới, hỏi các nàng. Có thích hay không cưỡi ngựa? Hai người lập tức gật đầu. Thích. Thích có thể thường kỵ một ngựa, cũng cùng các ngươi ca ca tỷ tỷ nói một chút cưỡi ngựa tốt bao nhiêu chơi, gọi bọn họ cùng nhau. Hắn đạo. Lời này có thể nói là có ý khác, chủ yếu là đối thẩm tế. Thẩm tế là nam hài tử, học cưỡi ngựa là nhất định, Hiện tại sớm tiếp xúc đến lúc đó mới không dễ dàng sợ hãi, không sợ không câu nệ ngược lại có thế thiếu quảng té ngã. Về phần nhu lăng. Ai? Thẩm tích vừa nghĩ tới nhu lăng ngay tại trong lòng thở dài. Bốn đứa bé bên trong thuộc nàng tính tình nhất buồn bực, nàng nếu chịu chơi nhiều một chơi những này, hắn sẽ cảm thấy rất tốt. Nhưng mà rất nhiều thời điểm, Hoa Nghi cùng Nguyệt Hằng gọi nàng cùng nhau đi chơi nàng đều không chịu, hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt chỉ sợ buộc nàng ra nàng sẽ càng không cao hứng. Bốn người một đạo tại núi nhỏ một vùng chơi một chút buổi trưa, về sau bọn nhỏ buồn ngủ, sở di liền người đem hoang nghi đưa về vân thi nơi đó, Nguyệt Hằng cũng đưa trở về nghỉ ngơi. Cung nhân nhóm đều ở phía xa đợi mệnh, róc rách nước chảy bên cạnh chỉ còn lại nàng cùng thẩm tích hai người, sở di lập tức cảm giác tâm tình tốt hơn rồi. Hắc, vẫn là hai người đợi tốt. Nàng tại cùng hắn nắm tay tản bộ lúc thật dài thở vào một cái thẩm tích xùy thanh mà cười. Cái kia lần sau không mang theo các nàng chính là, dù sao lưu tại trong phòng cũng không phải không ai chiếu kháng, đều có nhũ mẫu đâu. Sở Di nghiêm túc trầm ngâm một chút nhưng lại nói, không được. Nhìn xem các nàng chơi cũng rất đáng yêu. Có một phen đặc biệt hứng thú. Tiếp lấy nàng rất bá đạo biểu thị, hai loại hạnh phúc ta đều muốn. Lần sau còn dạng này, trước mang theo các nàng một đạo ra chơi sau đó lại đem các nàng đưa trở về hai ta chính mình đợi thẩm tích bị nàng kế hoạch này làm cho không hiểu muốn cười thổi mạnh mặt của nàng nói ngươi làm sao như thế lòng tham sở di chê cười trong đầu xẹt qua một câu tiểu hài tử mới làm lựa chọn chúng ta người trưởng thành biểu thị đều muốn đáng yêu hài tử nàng muốn ôn nhu quan tâm trưởng phu nàng cũng muốn toàn gia sung sướng nàng muốn thế giới hai người nàng còn muốn Câu nói này tại vào lúc ban đêm liền xuất hiện ở nàng quyển vở nhỏ bản bên trong. Mà lại bên trên một bản vừa viết xong, trong tay vừa đổi một bản. Nàng trực tiếp đem câu này viết tại giấy chất hơi dày trang tên sách bên trên, đồng thời đem hài tử, trượng phu, toàn gia sung sướng, thế giới hai người, mấy cái từ dùng chu sa đến viết, đỏ thẩm phối hợp nhìn mê chi văn nghệ, rất có thế kỷ 21 mạng lưới danh tiêu văn án họa phong. Thẩm tích đương nhiên sẽ không hướng văn án bên kia nghĩ, nhưng nhìn thấy mấy câu nói đó thời điểm, hắn vẫn là cười hỏng. Nếu như không phải nhìn lén vỡ sự tình không thể để cho nàng biết, hắn thật muốn tại dưới đáy cho nàng hồi một câu. tốt cốt cốt, đều cho ngươi. Vào lúc ban đêm, sở di liền không giải thích được cảm giác được thẩm tích phá lệ ôm nhu, ôm nhu cho nàng đều có chút buồn nôn. Hắn bình thường không phải cái thích nói dỗ ngon dỗ ngọt người, hôm nay hiếm thấy nói với nàng một đống dễ nghe, liền ở trên người nàng đổ mồ hôi như mưa thời điểm đều chưa quên nói. Khát nước ba ngày, liền ngươi cái này một bầu tốt nhất. Ta đời trước đã làm gì chuyện tốt, đời này mới khiến cho ngươi tiến đông cung. Thế là sở di tại, đổ mồ hôi như mưa, kết thúc sau, nhìn hắn chầm chầm nửa ngày, cuối cùng hỏi hắn. Ngươi hôm nay là... Thế nào? Không có việc gì. Thẩm tích ngửa mặt nằm ở nơi đó, nhìn qua màn cười, thích ngươi a. À? sở di ai kích thích hắn a à? nàng ngây ngốc nhìn chầm chầm hắn nhìn chầm chầm một lát lại bị hắn nhiệt tình vòng tiếng trong ngực hắn từng cái hớp lấy trán của nàng đánh nàng từng đợt xương sốt cái này làm nàng có một loại cảm giác kỳ quái nàng cảm giác hắn giống như đột nhiên không biết nên làm sao sủng nàng tốt đồng dạng cho nên liều mạng cùng nàng xung xoe Khi là nàng làm sao kích thích hắn rồi sở di nghiêm túc nghĩ lại thật lâu cảm thấy không có a, à. nàng hôm qua chơi mệt rồi, hôm nay ngủ hơn nửa ngày, hắn tại cái này hơn nửa ngày bên trong giống như đang bồi hài tử, đem bốn đứa bé đều gọi đến hỏi bài tập. Buổi tối hắn làm sao lại điên rồi đâu? Sở Di cảm thấy chân thực kỳ quái, nhưng vô luận nàng hỏi thế nào, hắn đều nói không có việc gì, nói rất tốt, nói hắn cảm thấy dạng này rất bình thường. Bình thường cái rắm. Sở Di không được đến đáp án, cuối cùng hầm hừ xoay người ngủ thẩm tích thoa lấy bóng lưng của nàng cười sau đó cũng lật người lại đem nàng ném vào trong ngực hắn liền yêu ôm nàng ngủ liền yêu nàng dạng này thật sự đãi tại trong ngực của hắn thường nói nhân sinh tứ đại chuyện may mắn là hạng hán đã lâu gặp mưa lành tha hương ngộ cố tri đêm động phòng hoa chúc tên đề bản vàng lúc mặt khác ba loại hứng thú hắn thân ở trong cung cũng không quá có thế trải nghiệm nhưng đêm động phòng hoa chúc hạnh phúc hắn có thế rất rõ nàng dạng này trong ngực hắn ngủ yên thời điểm, hắn cảm thấy mỗi ngày đều là đêm động phòng hoa chút. Yến vân viên bên trong, hoàng đế lại một ngày đêm không thể say giấc, an thần thuốc cũng không có có tác dụng. Đến sau nửa đêm, hắn dứt khoát đứng lên, lo lắng trong điện bước đi thông thả một vòng, kêu cung nhân tiến đến. Thái tử như thế nào? Hắn hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao cảm mạo còn chưa tốt, chúng ta ngày mai gặp. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 74 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hoạn quang không người đáp lời. Thái tử Điện Hạ hai ngày này ngay tại dưỡng bệnh, không có quá sai người tới quá. Hoàng đế gật gật đầu, khóa mi nói. Đi dục nhân viên truyền một lời, liền nói trẫm ngày mai đi qua nhìn một chút. Là, cái kia hoạn quan đem thân thể lại cung thấp mấy phần, liền muốn lùi ra ngoài đi, lùi lại mấy bước, nhưng lại bị hoàng đế gọi lại. Thôi, hoàng đế thở dài lắc đầu. Không cần, trẫm suy nghĩ lại một chút. Cái kia hoạn quan trực tiếp từ im lặng lùi ra ngoài, hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát, ngồi về bên giường. Lão Tam nói thái tử dùng sở gia nhi tử vì đông cung quan, hắn muốn hỏi một chút thái tử, hỏi thái tử muốn cái giải thích có thế lời nói đến bên miệng, hắn lại cảm thấy càng thêm bất an. Hắn tại lòng nghi ngờ thái tử bất trung. Hắn đến cùng vẫn là bắt đầu lòng nghi ngờ thái tử bất trung. Loại cảm giác này làm hắn ăn ngủ không yên, lý trí nói cho hắn biết nói hắn không nên dạng này, có thế loại này hoài nghi, lại cũng không phải là chỉ dùng lý trí liền có thể xua tan. Hoàng đế ngồi tại bên giường trầm mặt, một tiếng trầm tháng khiên động đến eo lưng của hắn cúi xuống đi một chút, nhưng hắn lộ ra so thực tế tuổi tác muốn già nua không ít. Hắn nghĩ, hắn đã phạm vào không ít sai đi. Quả thật thường nói người không phải thánh hiền ai có thế không quá, nhưng là trong hai năm này, hắn phạm sai không khỏi cũng quá là nhiều chút. Thấm quý nhân không có tính mệnh, tứ công chúa gả ra ngoài, các con hiện tại từng cái sợ hắn, văn võ bá qua người người cảm thấy bất an. Hắn không nghĩ dạng này, hắn xưa nay không nghĩ dạng này hắn suy nghĩ nhiều đến chết mới thôi đều vẫn là một cái minh quân hắn hy vọng tại trăm ngàn năm sau đám người nói lên hắn thời điểm cho dù biết hắn mấy chỗ sai lầm cũng vẫn như cũ có thể nói hắn tổng tới nói vẫn là cái minh quân hắn cũng không muốn giống hán vũ đế như thế để cho mình lúc tuổi già đều là thẹn thùng như thế đi đến lúc sắp chết trong lòng nhất định dày vò đến cực điểm có thế hắn hiện tại không biết nên làm sao bây giờ thời gian càng dài hắn càng cảm giác không biết nên làm sao bây giờ tại vừa mới biến thành thời điểm như vậy hắn còn có chút tự tin hoặc là có thể gọi là may mắn hắn cảm thấy mình có thể cố chấp qua được trong lòng cái kia cổ quái dị sức lực hắn có thể thắng nổi cái kia loại không bình thường lòng nghi ngờ có thế hắn một lần lại một lần thua cái kia cổ quái sức lực giống như là một cái yêu quái cường đại so với hắn lực lượng lớn vô luận hắn cố gắng thế nào vẫn là chỉ có thể đạt được một cái theo người ngoài không thể nói lý kết cục, hắn liền đền bù cũng không quá có thừa. Hắn còn có thể làm sao? Hoàng đế ngồi tại bên giường, bám lấy cái trán, trong lòng cuồn cuộn lấy từng đợt nồng đậm cay đắng. Hắn gần đây thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu không nhường ngôi tốt. Thẩm tích là hắn một tay giáo lớn hài tử, hắn biết hắn có quản lý thiên hạ tài năng, cho dù là bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, chậm rãi cũng hầu như sẽ thích ứng nhưng ở ba lần bốn lượt suy nghĩ tỉ mỉ về sau hắn lại nhiều lần đều bỏ đi ý nghĩ này hoàng đế nguyên nên trên vạn người một cái kia đương trong cung còn có một cái thái thượng hoàng áp chế hắn thời điểm hắn tóm lại sẽ cảm thấy có người tại đè ép hắn thời gian lâu dài hắn khó tránh khỏi phiền chán có thế hắn lại đã tay cầm chấp hoa tiêu đường sông sơn quyền lực đến lúc đó hắn cái này thái thượng hoàng sẽ nên đón kết quả như thế nào đâu Bầy khỉ bên trong có tuổi trẻ hầu vương, lão hầu vương thường là sẽ bị bức tiến trong sông không được lên bờ, cho đến thể lực hao hết bị chết đuối. Hắn tự hồ không nên nghĩ như vậy con của hắn, nhưng một bước này chỉ cần bước ra, hắn liền không có quay đầu chỗ trống. Hắn không thể không tưởng tượng hết thảy khả năng. Đêm đó, ngoài cung, sở thành mặc dù lúc trước cũng không thường tại trong kinh, nhưng lần trở lại này tại bên ngoài làm hai năm quan trở về, đột nhiên có loại lãng tử cảm giác về nhà. Cho nên hai ngày này hắn đều tại bốn phía đi dạo, đầu tiên là đi phiên chợ, về sau lại đi tử lâu, hôm nay đi trong kinh nổi danh một cái mì sợi quán. Hắn có nhiều hứng thú địa điểm ba bốn loại mặt, đương nhiên ăn không hết, chủ yếu là đều nếm thử. Điểm xong sau hắn lại chọn lấy hương vị tốt nhất một loại, nhường trưởng quỷ nhiều thả chút nước ép ớt, dự định sách trở về cho thẩm ánh thử nhìn một chút. Cách thẩm phủ còn có hai con đường thời điểm, Sở Thành lờ mờ cảm giác có một đạo hắc ảnh ẩn núp ở bên trái tường viện bên trên. Đối với hắn loại này không có tập quá võ người mà nói, bóng đen này kỳ thật không nên bị phát hiện, nhưng cũng là đúng dịp, hắn trước kia bốn phía du lịch thời điểm, từng cùng một đợt giang hồ du hiệp rất thân cận. Du hiệp bên trong có mấy cái 11-12 tuổi tiểu hài tử, tổng sợ hắn cái này văn nhân chính mình đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, yêu lặng lẽ đi theo hắn. Giống như bằng bọn hắn liền có thể bảo hộ hắn như vậy. Thời gian lâu, hắn liền chậm rãi có thể phát giác được kinh công nhỏ bé động tĩnh. Là lấy hắn trong lúc nhất thời thật có điểm khẩn trương, sợ đây là gặp được dân liều mạng mưu tài sát hại tính mệnh. Nhưng đi một đoạn, người này lại chỉ là một mực đi theo hắn, mà lại cực kỳ cẩn thận cũng không muốn nhường hắn phát hiện, như hắn không phải có cùng du hiệp chung đụng cái kia đoạn trải qua cũng xác thực phát giác không được người nào sẽ như vậy nhìn chằm chằm hắn sở thành trong đầu cấp tốc chuyển một lần không có gì hơn cũng liền như vậy mấy phương thái tử cùng thái tử tranh vị vị hoàng tử khác còn có hoàng đế nếu là thái tử có lẽ là đối với hắn trung tâm còn nghi vấn nhưng cái này kỳ thật rất không có khả năng muội muội của hắn ngay tại thái tử bên người thái tử như đối với hắn không yên lòng muội muội của hắn liền là tốt nhất con tin phái người đi theo hắn giống như vẽ rắn thêm chân. Sau đó cả hai, đều là có khả năng. Cái trước hơn phân nữa là muốn thông qua hắn bắt thái tử tay cầm, cái sau ước chừng là muốn nhìn một chút hắn hỗn đến thái tử bên người đến tục cùng muốn làm cái gì. Hắn nhất thời không dễ phán đoán trên nóc nhà vị kia đến tục cùng là thế lực nào người, nhưng tóm lại có biện pháp có thế hai bên đều không trêu chọc. Đến thẩm phủ, sở thành gõ gõ cửa, quản gia mở cửa xem xét là hắn vội vàng không người mời hắn đi vào. Hắn trực tiếp đi tìm thẩm ánh, đem mang về mặt giao cho hắn. Ây, tương vừng mặt, ngươi nếm thử nhìn. Hắc, ngươi thật là có nhàn tâm. Thẩm ánh từ giường la hán bên trong cỏ đến bên giường, đang muốn ăn mì, sở thành thấm nước trà hướng tháp trên bàn viết bốn chữ. Tai vách mạch rừng. Thẩm ánh hải nhiên, vô ý thức muốn từ nửa mở cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh, bị sở thành một thanh nắm lấy lấy cổ tay hắn cũng là rất nhanh liền tỉnh hạ thần thở vào, ra vẻ vô sự thêm lên lời mới rồi đề đây là nơi nào mua tương vừng ngược lại nghe hương trần ký tiệm mì sở thành cười âm thanh ngươi ăn ta nói cho ngươi nói về sau dự định ân thẩm ánh gật đầu cái này bắt đầu ăn sở thành nghĩ nghĩ lo lắng nói ta đoán chừng vẫn là đến hồi hồ nam a à. thẩm ánh kinh ngạc Khóa lại mi ngẩn đầu lên, Sở Thành cười nhạo. Ta cũng nghĩ lưu tại trong kinh, khỏi cần phải nói, nếu ta một mực tại Đông Cung, ngày sau đem ta đệ đệ cùng mẫu thân cứu ra tóm lại dễ dàng chút đi. Thái tử điện hạ chuyện một câu nói. Thế nhưng là hắn than thở lắc đầu, Thái tử điện hạ hiếu thuận, sợ ta lúc này lưu tại trong kinh nhường Hoàng thượng biết, sẽ dẫn tới Hoàng thượng tức giận, bệnh đến lợi hại hơn. Ta đây có thể làm sao? gấp cũng không có chỗ sốt ruột, đành phải nghe thái tử. Hắn là cái kia phó quen có bất cần đời khẩu khí, nếu không phải thẩm ánh biết hắn là nói cho bên ngoài người nghe, coi là thật một điểm sơ hở cũng tìm không ra. Nhưng thẩm ánh cũng thông minh, nghe xong hắn trong lời nói bên ngoài bên trong tại hướng cửu ngũ trí tôn biểu trung tâm, liền biết người này là người của hoàng thượng, tối thiểu có thể là. Hắn liền cũng không muốn buông tha cơ hội này, nghĩ nghĩ, lại nói có thế ngươi như vậy chịu đựng cũng không biết hoàng thượng cùng điện hạ ngày sau niệm không niệm của ngươi tốt sở thành ngầm hiểu lúc này tiếp lời gốc trạ niệm không niệm đều phải trung quân cha ta rơi tội mất mạng ta không phải không khó quá có thể nói đến cùng còn là hắn chuyện ác làm được quá nhiều mua quan bán quan thu hối lộ kết bè kết cánh đây đều là dao động triều đình căng cơ đại sự bây giờ ta còn có thể đến đông cung làm quan khi là hoàng thượng cùng thái tử rộng lượng có thế chính ta trong lòng là hổ thẹn nói được chỗ này trung tâm đủ rồi lại tiếp tục biểu trung tâm liền lộ ra giả sở thành liền thu lại âm thanh thẩm ánh hiểu ý trở về lượng túi nhưng ta vẫn là cảm thấy ngươi có thể lại cùng điện hạ nói một câu hắn ngữ khí buồn nản hoàng thượng bệnh là làm người lo lắng có thế trong đại lao thời gian khổ cực cũng không phải tốt hơn Ngươi như hiện tại lưu lại lúc nào cũng nhắc nhở lấy thái tử Thái tử chỉ không cho phép ngày nào liền có thể tìm một cơ hội đem bọn hắn phóng xuất Ngươi như rời đi, thái tử lại muốn bận biệu triều chính lại muốn hầu tật Quên làm sao bây giờ Nhân mạng không có nhưng chính là không có Đến lúc đó ngươi thương tiếc chung thân A Ai, quên đi Sở thành chỉ là trầm tháng Buồn khổ giống là không muốn nói thêm nữa việc này bình thường Chép miệng miệng trên bàn đã lạnh trà nhân sinh không như ý 8 phần 19. Dù nói thế nào, cũng là chúng ta sở gia thẹn với triều đình trước đây. Ngươi không biết, cha ta lúc trước rất được hoàng thượng coi trọng, lại làm ra như thế sự tình, bây giờ như lại bởi vì ta nhường hoàng thượng khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, chỉ sợ liệt tổ liệt tông cũng không thể an tâm. Thẩm ánh tiếp không lên lời nói. Hắn trong lòng tự nhủ ngươi thật là có thế diễn. Trước thừa tướng tội không thể xá là thật, cho dù là sở gia con cái đều nói không nên lời cầu tình mà nói hắn cũng lý giải có thế sở thành thâm trầm như vậy mặt đất trung tâm trời ạ à. hắn lúc trước làm sao không có ý thức được người này như thế sẽ giả ngu không bao lâu ngoài cửa sổ lên một trận gió nhẹ thẩm ánh cảm thấy đây là một cái ngoài cửa sổ người rời đi thời cơ tốt liền động lên khẩu hình hỏi sở thành đi rồi sao sở thành đứng thẳng xuống đầu vai dùng ngón tay chấm nước lại viết xuống một hàng chữ. Ta đây nghe không hiểu. Thẩm ánh. Dục nhân viên, thái tử dưỡng bệnh không ra, triều thần cũng không ra vào, trong vườn lộ ra đại là có chút thanh lãnh. Nhưng ở cuối tháng 6 thời điểm, trong vườn nhưng lại nổ ra cái tin vui. Lương đệ sở thị có thai. Sở di lúc nghe tin tức này lúc là mộng bức, cùng mặt mũi tràn đầy vui mừng thái y mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày. Ngài nghiêm túc. Thiên chân vạn sát, loại sự tình này thần sao dám nói dối. Thái y thật sâu vái chào đạo. Sau đó, sở di ngây ngốc quay đầu, vô ý thức tìm kiếm thẩm tích thân ảnh. Có thế thẩm tích lúc này không tại, vì phòng ngừa giả bệnh sự tình bại lộ, hắn gần nhất chỉ cùng chính mình tin nhất qua được Thái y một tuyến liên hệ, khắc Thái y đến một lần hắn liền né. Thế là, sở di cuối cùng nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn chính ngoan ngoãn ăn điểm tâm mặt trăng nhỏ ngày lỗ mặt trăng nhỏ mới một tuổi rưỡi nàng một hồi lâu tim đập trộn lên cảm thấy bị hai hài tử cùng nhau dày vào địa ngục sinh hoạt muốn tới nhưng rất nhanh nàng bình tĩnh lại mù khẩn trương cộng lông nàng cái thân phận này cũng không quá cần chính mình tự mình mang hài tử cái gì trong đêm bị hài tử dày vào bắt đầu cho bú bị hài tử dày vào bắt đầu thay tả bị hài tử khóc đến ngủ không được loại hình khổ sai sự tình nàng cơ bản có thể nói là không có trải qua dạng này mang hài tử sinh hoạt vẫn là rất có thú vị nhất là tại cung đình chất lượng tốt giáo dục phía dưới hài tử cơ bản không gấu sở di liền hít sâu lấy nhẹ gật đầu chật lưỡi nói được thôi sau đó lại hỏi hiện tại ngài có thể đem ra là nam hay là nữ sao nàng kỳ thật muốn cầu đứa con cái song toàn bất quá lý trí cân nhắc vẫn là lại muốn cái nữ nhi cho thỏa đáng vô số cung đấu tiểu thuyết nói cho nàng, sủng thiếp sinh con đó chính là gió tanh mưa máu bắt đầu, không cẩn thận liền có khả năng đem chính mình làm thành thích phu nhân. Tác giả có lời muốn nói. Có thể đặt cược áp nam nữ. Không thưởng cạnh đoán. Cảm mạo không sai biệt lắm, ngày mai hẳn là có thế đôi càng tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 75. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái này hiện tại nhìn không ra Thái y câm cười Còn nữa, cái này bắt mạch nhìn nam nữ Nguyên cũng làm không được hoàn toàn chuẩn xác Nói bóng gió Ngài vẫn là chờ sinh ra tới rồi nói sau Sở di ngẫm lại cũng được Cái này có gì có thể nóng nảy Đừng nói cổ đại Liền là hiện đại làm siêu âm Bác sĩ cũng không nói cho ngươi a à sau đó theo thái y cáo lui, tinh vui cấp tốc hướng bốn phương tám hướng đổ ra, thẩm tích xông vào ngọc lan uyển thời điểm đều hận không thể nhanh đến mức chân không chạm đất, một thanh ôm chặt lấy sở di, có rồi, lại có, sở di bị hắn đặt tại trong ngực thanh âm rầu rĩ, ân, ừ. tiếp lấy hắn lại liên tiếp hỏi hắn, thế nào, có cái gì khó chịu không có, ngươi nghĩ ở đâu an thai? là lưu tại trong vườn vẫn là hồi cung đi. Sở di khó khăn dơ lên hạ bị hắn án lấy cái ốc đầu, hít thật dài một hơi, nín chết ta. Thẩm tích cượng cười, vội vàng đem nàng buông ra, sở di còn nói. Ngay tại trong vườn rất tốt, địa phương lớn, phong cảnh cũng so trong cung mạnh. Vậy được. Hắn đáp ứng đến, nói quay người liền muốn ra bên ngoài đi, ta đi cấp phụ hoàng báo tin vui. Sở di sững sờ, đi hai bước, chính hắn ngược lại ngưng lại. Hắn chứa bệnh đâu? Thẩm tích trệ trì trệ, quay người ngồi xuống giường la hắn bên cạnh. Sở di trong lòng một trận thổn thức, quá khứ chen đến bên cạnh hắn ngồi xuống, không biết nên nói chút gì tốt. Cho đến ngày nay, ra dạng này việc vui, đầu của hắn một cái phản ứng vẫn như cũ là muốn đi nói cho hoàng đế. Nhưng bọn hắn thậm chí không dò rõ, đứa bé này, nàng cái này sở gia nữ nhi mang thai hài tử, tại bây giờ hoàng đế trong mắt đến tột cùng có thể hay không tính cái việc vui sở di ôm lấy cánh tay của hắn bên cạnh gò má tại hắn trên đầu vai sai lệch một hồi chỉ có thể nói sai người đi báo tin vui chính là thẩm tích gật gật đầu kêu hai cái hoạn quan tiến đến một cái kém đi bên cạnh yến vân viên cùng phụ hoàng báo tin vui một cái khác nhường lập tức chạy về cung cùng mẫu phi cũng nói một tiếng cuối cùng là trương tế tài tự mình đi yến vân viên hoàng đế tình hình hắn rõ ràng, thái tử lo lắng hắn cũng minh bạch. Cho nên hắn bẩm lời nói lúc phá lệ cẩn thận, nói xong cũng nhìn chầm chầm mặt đất đầy mặt kính cẩn nghe theo, đồng thời dựng thẳng lỗ tai yên lặng nghe hoàng đế mỗi một phần phản ứng. Hoàng đế vẫn là cao hứng. Thật chứ? Là. Trương tế tài tất cung tất kính. Hoàng đế gật gật đầu. Chuyện tốt. Trở về nói cho thái tử, chiếu cố người trong sạch chính hắn có bệnh cũng muốn làm tâm đừng đem bệnh khí truyền đi là hạ nô nhớ kỹ trương tế tài lại cung không người tiếp lấy liền nghe hoàng đế an bài liên tiếp ban thưởng hắn theo thường lệ không tiện thưởng sở di liền thưởng thẩm tích còn có nguyệt hằng mặc dù nguyệt hằng giống như sở di đều là tiểu bối nữ quyến nhưng nói đến đến cùng là hoàng đế cháu gái ruột lại vẫn là tiểu hài tử liền không có quy củ nhiều như vậy so đo Trương tế Tài một bên đại thái tử cùng tiểu ông chủ lĩnh thưởng tạ ơn một bên trong đầu tính toán, cẩn thận nhớ lại một phen, lúc này thưởng giống như không so sánh với hồi nhẹ, liền thả tâm. Đợi đến hắn dẫn một đám nhất hạ lễ cung nhân cáo lui, hoàng đế thanh đạm ánh mắt lại nhìn chầm chầm người liên can đi xa thân ảnh nhìn một hồi lâu. Hắn vừa mới kỳ thật rất muốn hỏi hỏi trương tế tài, thái tử đến cùng bệnh không có bệnh. Đây là sở thành mang cho hắn nghi hoặc hắn lúc trước nhường ám vệ đi nhìn chầm chầm sở thành, nghe sở thành nói không ít lời nói, nhường hắn giải một chút đối sở thành, đối thái tử lo nghĩ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng chú ý tới sở thành lời nói bên trong toàn chưa nói cùng thái tử bệnh, một mực tại nói đều chỉ là hắn vị hoàng đế này bệnh lâu không khỏi, thái tử bận tâm về hắn vân vân. Quả thật cũng có khả năng chẳng qua là lúc đó chủ đề không cần nhất lên điểm này, nhưng không biết sao, có lẽ là bởi vì hắn cho tới nay trực giác, cũng có lẽ là bởi vì hắn gần đây lòng nghi ngờ quá nặng, hắn liền là từ đó cảm thấy thái tử có lẽ không có bệnh. Hắn muốn đi qua nhìn một chút, thái tử dục nhân viên cùng hắn yến vân viên bất quá chỉ có cách nhau một bức tường, có thế hắn lại không có dũng khí đi. Nếu như thái tử thật không có bệnh, đó chính là tại tránh hắn. Không có gì ngoài hoàng đế quá ngu ngốc, nhưng thái tử cảm thấy ăn bữa hôm lo bữa mai, còn có lý do gì nhường thái tử trốn tránh? trong lòng của hắn một trận thật sâu bất lực. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến chính mình mấy cái khác nhi tử. Tại thái tử, dưỡng bệnh, những ngày qua, bọn hắn từng cái đều rất cố gắng, có thế lĩnh việc cần làm toàn nhận, cái này tiến công bộ, cái kia tiến binh bộ. Lão tam bản sự nhất là lớn, viết một bản liên quan tới đồng ruộng thuế má sổ gấp, dẫn tới mảng triều chật chật ca ngợi, nhưng hắn không thể không tạm thời nhường hắn tiếp quản hộ bộ việc cần làm. Hộ bộ trưởng quản cả nước thu thuế, thuế ruộng, cùng bách tính cùng một nhịp thở. Như tại hộ bộ kiếm ra thành tựu, thế tất thanh danh đại chấn. Hắn không biết mấy cái này nhi tử muốn cái gì a, à, hắn tự nhiên biết, đơn giản liền là nhìn chầm chầm cái kia trữ vị, nhìn chầm chầm ngày sau hoàng vị. Có thế thái tử bệnh, quần thần cũng đều đối mấy cái này nhi tử đều có tán dương, hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Từ tứ công chúa gả đi về sau. Hắn trở nên càng thêm sợ đầu sợ đuôi. Hắn vẫn như cũ lòng nghi ngờ rất nặng, đối thái tử cũng không thể nói là mười phần tín nhiệm, đồng thời cũng có càng sâu có lòng không đủ lực cảm giác. Hắn không muốn để cho chính mình lại từng bước một sai xuống dưới, cho nên liều mạng áp chế thường xuyên luồn lên tới hỏa khí. Nhưng có lúc hắn lại cảm thấy, có lẽ dạng này cũng là sai lầm. Hắn không muốn để cho Triều thần càng căng thẳng hơn, không muốn để cho các con càng thêm e ngại có thế dạng này dung túng bọn hắn. Ai? Hắn lại làm sao không biết mấy con trai đều trong bóng tối chết đảng. Hoàng đế tính toán hơn nửa ngày, cuối cùng kêu Dương Phúc tiến đến. Đi, nhường lễ bộ mô phỏng đạo chỉ, tấn thư quý phi vì hoàng quý phi, chọn cái đại các thời gian đi sắc phong lễ. Dương Phúc hạ thấp người, đồng thời hoàng đế dừng lại, lại nói. Đi nói cho thẩm huy, hộ bộ trước đó không cần hắn bận rộn. Hắn nhị ca đã bệnh chút thời gian, nhưng hắn chiếu cố nhiều lấy chút, cũng cùng thái tử nói, như đông cung có chuyện gì gấp muốn làm, có thể bàn giao cho lão tam đi làm. Dương Phúc nghe được sững sờ, nhưng không dám hỏi đến, lập tức cáo lui. Hoàng đế khẩu dụ đầu tiên truyền đến tam hoàng tử Thẩm Huy trong lỗ tai. Hoàng đế tại vườn dưỡng bệnh, trong triều khẩn yếu đám đại thần cũng đều dời đi bên này, đều có các biệt quyển có thể ở, là lấy Thẩm Huy mặc dù có hộ bộ việc cần làm cũng có thể ở chỗ này ở không cần thường xuyên hướng trong kinh chạy hắn tiến đến có thể nói là xuân phong đắc ý thái tử bệnh hai ba cái nguyệt trong triều đều nghe không được hắn phong thanh đại ca đâu đại khái là lúc trước quá sớm bảo phụ hoàng cảm giác ra hắn muốn tranh trữ vị phụ hoàng đối với hắn có nhiều mấy phần không chào đón tốt việc phải làm cũng không vui cho hắn duy chỉ có hắn gần đây cần hoàng tử làm chuyện tốt đều để hắn cho đoạt tới đương nhiên Phụ hoàng cũng chưa chắc có như vậy tình nguyện, nhưng không chịu nổi triều thần cũng khoe hắn a. À, phụ hoàng còn không có hoa mắt ù tai đến liền quần thần mà nói đều nghe không vào phân thượng. Hoàng đế khẩu dụ truyền tới thời điểm hắn đang dùng thiện, ngự tiền người sờ vuốt lấy hoàng đế ngay lúc đó ngữ khí cũng không có đem việc này làm cái nghiêm chỉnh ý chỉ đến truyền, liền trực tiếp nói cho hắn nghe. Nghe xong, thẩm huy đôi đũa trong tay rớt xuống trên bàn. Phụ hoàng đây là hắn tâm nửa ngày, phụ hoàng đây là ý gì? Hắn không dò rõ. Hướng một mặt xấu nhìn, phụ hoàng rút lui hắn gần nhất tại hộ bộ chuyện tốt, có thế hướng tốt cái kia mặt nhìn, hắn đây là có thể làm đông cung chuyện. Ngự tiền cung nhân dáng tươi cười như thường hoàng mỹ vô khuyết. Hạ nô chỉ là đến truyền lời. Thẩm huy đành phải khóa lại lông mày khoát khoát tay. Biết, lui ra đi. Trong cung, thư quý phi nghe nói đông cung tin vui thời điểm, Lễ bộ Tấn Phong ý chỉ còn không có xuống tới, nhưng nàng tự nhiên vẫn là cao hứng, nhẹ gật đầu nhường thái tử kém người tới lui xuống, tiếp lấy liền để bên người cung nhân đi chuẩn bị thưởng. Nàng cái này đương bà bà có thể thưởng con dâu, thư quý phi liền suy nghĩ một lần gần đây trong kho mới được đồ tốt, tự mình điểm mấy dạng thưởng quá khứ. An bài xong xuôi ban thưởng nàng vừa trầm ngâm nửa ngày, nói cho bên người trưởng sự Tình ma ma. Ngươi tự mình đi dục nhân viên một chuyến đem thái tử phi cho bản cung mời về. Ma ma sững sờ. Cái này nóng bức thiên, nương nương tìm thái tử phi điện hạ là có chuyện quan trọng. Thư quý phi yên tĩnh một lát. Bản cung sợ nàng tính lầm. Ngoại nhân chỉ thấy đông cung tại cái kia trong hai năm thêm bốn đứa bé, trong đó có ba cái đều không phải sở thị, nhưng nàng cái này là mẹ nhưng biết thẩm tích độc sủng tới. Triệu thị tính tình lại như thế khó chịu, nếu không phải hoàng hậu lúc ấy khí thế hung hung, nàng đều sẽ không để cho triệu thị đương thái tử phi dưới mắt nàng thật là sợ cái này thái tử phi trong đầu giận nàng khí nàng hận nàng oán cái kia đều theo nàng nói cho cùng cũng chính là hậu trạch nữ quyến oán khí không có gì có thế nhiều hơn chỉ trích nhưng thư quý phi sợ nàng phần này oán khí vung đến chưa xuất thế người thích trẻ con bên trên ngươi liền nói thái tử bệnh bản cung không yên lòng nhưng cũng không tiện quá khứ nhường nàng trở về bồi một bồi bản cung thư quý phi đạo. Ma ma không người đáp ứng, thư quý phi lại điểm một cái đồng dạng là bên cạnh mình có tư lịch ma ma cho sở di chỉ quá khứ. Thẩm tích nói đứa nhỏ này không tâm nhãn, vậy vạn nhất có người nào đến điểm âm mưu tính toán, liền phải dựa vào bên người cung nhân nhóm thay nàng đề phòng. Dục nhân viên bên trong, sở di khi biết có thai mấy ngày sau, liền cảm nhận được nôn vẹ tra tấn. Sinh mặt trăng nhỏ thời điểm nàng là không có quá nôn vẹ, nhiều nhất chỉ là có như vậy một hồi muốn ăn không tốt lắm mỗi một bữa đều ăn đến thiếu chút trong mắt phản chua phạm buồn nôn nàng không có cảm thụ qua nhưng lúc này nàng thật sự là động một chút lại phản chua nếu để cho nàng nhìn thấy một đạo dầu mở chút đồ ăn nàng có thể nôn khang đến vịnh tường mà lại nàng còn muốn ăn một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật tỷ như hôm trước nàng muốn ăn bò nướng sắp xếp cái này đơn giản nàng nói với ứng tuyền ngươi cho ta chọn khối non mịn thiếu gân thịt bò, cắt đến một đốt ngón tay dày như vậy, dùng chính ngươi điều tương liệu ướp ướp, sau đó cả khối xuống vạt dầu sắc. Không cần sắc đến chín, bảy tám phần là được rồi, sắc tốt cho ta bưng tới. Này đôi ứng tuyền loại này cung đình ngự trù tới nói không có gì đại nạn độ, sở di xế chiều hôm đó liền ăn. Lại tỉ như hôm qua cái, nàng đột nhiên bảo muốn ăn khoai cách. Cái đồ chơi này tại lúc này thay mặt là thật không dễ chơi, bất quá sở di trước kia chính mình đi theo thực đơn làm qua, liền cùng bò bít tết đồng dạng cho ứng tuyền đại khái miêu tả một chút làm thế nào. Ứng tuyền nghe được một mặt khó hiểu, không hiểu nàng đây đều là đánh chỗ nào nghĩ tới kỳ kỳ quái quái đồ vật, bất quá vẫn là cho làm cái 89 chín phần 10. Nhưng hôm nay, đòi mạng rồi. Nàng muốn ăn cá nướng. Không phải lúc trước nướng qua hồng tổn cá, cũng không phải bất luận một loại nào cá sông nàng muốn ăn nướng cá hồi hiện đại là có rất nhiều người cầm hồng tổn cá giả mạo cá hồi mà lại nếu như nướng chính ăn mà nói không có gì vấn đề nhưng vấn đề là cái kia loại dùng để giả mạo cá hồi hồng tổn cho bắc kinh nông gia viện cũng không hoàn toàn là cùng một loại nông gia viện cái kia liền là bình thường cá sông lớn nhỏ không có cách nào nghĩ cá hồi đồng dạng cắt xuống một khối lớn hoàn chỉnh thịt nướng ra đến cũng không thể nào là cá hồi cái kia cảm giác Bọn hắn hồi trước ăn liền là loại này tiểu. Sở di thế là nằm tại giường la hán bên trên lâm vào thống cổ. Nàng đầy trong đầu đều là cả khối cá hồi trung đoạn thịt cá đệm lên nhôm bạc giấy được đưa vào lò nướng hình tượng, thịt cá tươi non, cá nạm bộ phận cảm giác càng láo cá một điểm. Đã nướng chín sau cầm cái nĩa đâm một cái, thịt cá thuận tự nhiên hoa văn từng mảnh từng mảnh tản ra, chấm một điểm tương hoặc là chen một điểm nước chanh đều là rất tốt vẫy một điểm muối miệng cùng hắt hồ tiêu cũng không tệ lại sau này nàng thậm chí nghĩ đến bắc kinh cái kia đánh giá rất tốt tiệm ăn bò bít tết nhà cửa tiệm kia nướng cá hồi cũng không tệ món điểm tâm ngọt a canh a cũng ăn thật ngon sau đó nàng lại liên tưởng đến cái kia nhà wellington bò bít tết thật muốn ăn xong con b wellington bò bít tết cũng là lúc này không làm được cái niên đại này xác định vững chắc không làm được cái kia loại món tây bên trong sốt giòn da. Đại khái là bởi vì lúc mang thai kỳ tương đối mẫn cảm, loại này nghĩ đến ăn không được cảm giác làm cho sở di thẳng lau nước mắt. Thẩm tích nguyên tại sát vách bồi tiếp mặt trăng nhỏ, vào nhà đột nhiên trông thấy nàng lau nước mắt dọa sợ. Thế nào? Hắn một bên hỏi, một bên một cái mắt gió quét về bên cạnh Thanh Ngọc. Thanh Ngọc lập tức nhịp tim đều nhanh, mau nói chính mình không biết, nói nàng khuyên, lương đệ cũng không để ý tới nàng. Thẩm tích vội vàng ngồi vào giường la hán vừa đi đem nàng kéo qua đến, sở di đang bận lau nước mắt đâu, trong lòng tự nhủ thế nào còn khóc nữa nha mất mặt hay không, nghe được hắn ôm nhu cẩn thận hỏi nàng. Đến, nói cho ta một chút khóc cái gì? Thụ ủy khuất gì rồi? Sở di không biết nói thế nào vấn đề này, khóc thúc thích nửa ngày, hỏi hắn. Ta đại ứng phụ cận. Có cái gì đảo không? đại khái là tại đông bắc bên cạnh. Thẩm tích tưởng tượng, đại vịnh. Sở di từ danh tự suy đoán khả năng này là nói Đài Loan, trù trừ một chút, còn nói. Cái kia loại. Không thuộc về đại ứng đảo, có chính mình quân chủ tiếng nói của mình cái chủng loại kia. Có, nước Nhật. Thẩm tích đáp nói. Nguyên lai like các ngươi chỗ này cũng quản cổ đại Nhật bản gọi nước Nhật. Sở di đạt được hài lòng đáp án, vui sướng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí lại tiếp tục hỏi vậy ngươi có cái gì nước nhật bằng hữu không có thương nhân a ngư dân a đều được không có coi như xong ngươi là thái tử không muốn vì ta cố ý đi tìm vạn nhất thọc cái sọc cái kia không đáng ta chính là có chút ít sự tình nghĩ đến ngươi nếu có có sẵn người quen có thể mời đến hỏi một chút còn nhớ cường điệu lợi và hại thẩm tích bị nàng nói đến cười âm thanh tiếp lấy không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Bò bít tết nhà cái kia đoạn không phải quảng cáo. Là lương tâm an lợi. Tại Bắc Kinh bồn bạn có thể đi ăn một chút. Nó nhà đại đa số món ăn cũng còn có thể. Wellington kỳ thật không thể nói đặc biệt tốt. Bất quá Wellington làm tốt tiệm ăn bản thân cũng tương đối ít. So ra nó nhà liền cũng cũng không tệ lắm. Đêm nay còn có một canh, đoán chừng sẽ rất muộn, mọi người ngày mai đến xem đi tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 76 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Liền Sở di ngồi thẳng người, nói liên tục mang khoa tay cho bọn hắn miêu tả, bọn hắn có một loại cá, mọc lên ăn. Thẩm tích Cá lát sở di sửng sốt một chút, lát cá sống đặt cổ đại gọi cá lát. Nàng nhất thời náo không rõ, nhưng cũng không thể nói mình không biết, liền lại tiếp tục nói. Là một loại đặc biệt cá, hải ngư, thịt là màu cam, bên trong có từng đạo màu trắng hoa văn. Nướng hoặc là sắc đều ngon, hơi tán điểm muối cũng rất không tệ. Thẩm tích nghe xong liền cười. Dù sao liền là ngươi muốn ăn cái này cá, đúng không? Sở di liên tục gật đầu thẩm tích lại nói ngươi nếu là muốn ăn cá lát có thể nhường ứng tuyền làm cho ngươi đây là từ trung nguyên truyền đến nước nhật phương pháp ăn về phần cái này đặc biệt cá ta không rõ lắm dứt lời liền kêu trương tế tài phụ cận vừa mới mà nói nghe thấy được a à? trương tế tài không người nghe thấy được thẩm tích phân phó nói đi tìm cái nước nhật thương nhân hỏi một chút là cái gì nếu có thể hỏi ra mua cho nàng một chút tiến đến trương tế tài hạ thấp người muốn đi sở di một thanh nhào ở thẩm tích đồng thời hướng trương tế tài reo lên không cần trương tế tài đứng thẳng chân thẩm tích khóa lại lông mày cười nhìn nàng không phải muốn ăn không ta sợ cho ngươi gây phiền toái nàng nói cũng không có như vậy thèm liền là hôm nay đột nhiên nhớ lại cố gắng ngày mai liền đem quên đi thẩm tích thần sắc phức tạp Tạm thời không để ý tới nàng, chỉ khoát tay nhường Trương Tế Tài đi làm theo, tiếp lấy mới nghiêng đầu sang chỗ khác lại cùng với nàng nói: Ngươi đây có phải hay không là trong lúc mang thai suy nghĩ nhiều à? Sở Di Thẩm Tích buồn cười dựa đến giường la hán bên trên, đem nàng vòng trong ngực cùng với nàng giải thích: Ta một cái thái tử liền muốn ăn con cá có gì có thể gây phiền toái? Lại nói, ta lại không mỗi ngày ăn đây không phải ngươi có mang thai a à, liền là dân gian có chút chút tài lực người ta thê tử có thai muốn ăn miệng đặc biệt cũng không phải đi làm sao cái này có cái gì sở di mơ hồ lại cảm thấy đến một chút thổ hào cùng bình dân ở giữa giá trị quan khác biệt sau đó nàng nói đây không phải hoàng thượng gần nhất đa nghi sao vạn nhất việc này truyền ra ngoài đám đại thần vạch tội ngươi một bản làm sao bây giờ bắt ta cùng dương quý phi ăn cây vải so làm sao bây giờ thẩm tích nhíu mày nhìn nàng nửa ngày biệt xuất một câu ngươi thật là đùa hắn vỗ nhẹ nàng nói ngươi an tâm ăn của ngươi cùng dương quý phi so ngươi gương mặt này khả năng không thua nàng nhưng luận xa hoa lãng phí có thế kém xa hắn lại còn tận dụng mọi thứ khen nàng một chút sở di ngượng ngùng trong ngực nàng ủi ủi thật không có sự tình thật không có sự tình. Thẩm Tích một mặt nhẹ nhõm, ai không có cái ngẫu nhiên muốn ăn miệng khó được đồ vật thời điểm. Không phải đại sự, ta cũng không phải cái kia loại sẽ bị hồng nhan hỏa thủy mê đến không quan tâm tên đần, thật sự là quá phận yêu cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Không quá hai ngày, cá hồi thật đúng là tìm được. Trương Tế Tài đáp lời nói trong kinh thật là có phú thương tốt cái này một nguồn, cho nên có nước nhật thương nhân hướng trong kinh vận cá làm ra sao cung nhân bắt đầu vào đến cho sở di liếc mắt nhìn cũng chính là lớn chừng bàn tay hai khối bụng cá thịt nhưng lại còn rất mới mẻ sở di nhất thời rất có điểm chấn kinh đã là muốn kiếm số tiền này tự đắc nghĩ biện pháp để nó thật tốt tiến đến xấu chẳng phải không ai muốn thẩm tích nói đến bình thản ung dung sở di lại hiếu kỳ một chút cái này bỏ ra bao nhiêu tiền thẩm tích không có hỏi đến việc này liền nhìn về phía Trương Tế Tài, Trương Tế Tài hồi nói. Đây là một hai hoàng kim một khối, khác bộ phận tiện nghi chút. Sở di hít vào khí lạnh, một hai hoàng kim. Khả năng đủ tầm thường nhân gia quá cái mấy thập niên A. Đây tuyệt đối là nàng nếm qua quý nhất cá hồi. Sau đó nàng liền để ứng tuyền đem hai khối cá đều làm ra, một sắc một nướng, cùng thẩm tích cùng nhau ăn, mặt trăng nhỏ cũng ăn không ít. Thẩm tích lần đầu ăn thứ này, đếm hai cái cảm thấy tư vị không sai, không giống bình thường loài cá, lại thuận miệng hỏi nàng. Làm sao ngươi biết thứ này? Sở di nhai lấy thịt cá lo nghĩ, chỉ có thể hàm hồ nói cho hắn biết nói lúc trước nếm qua. Thẩm tích trong lúc nhất thời rất có thâm ý nhìn nhìn nàng, nàng xem hiểu hắn đáy mắt ý tứ, các ngươi sở gia thật là không hổ là số một số hai đại gian thần A. Cũng vừa lúc tại xế chiều hôm đó, thư quý phi cho sở di chỉ tới ma ma đến cái này ma ma họ nhạc, lớn trương mặc dù rất sung mãn có phúc khí nhưng cũng có chút giữ dằn mặt. Sở di không có tồn tại nghĩ đến tuổi thơ bóng ma dung ma ma. Nhạc ma ma hướng sở di làm lễ sau liền cáo lui, ma ma cùng phổ thông cung nhân quả nhiên khác biệt, người ta liền thoải mái nói với sở di chính mình đoạn đường này tới sóc nảy 2-3 ngày, mệt mỏi, trước tiên cần phải nghỉ ngơi một chút. Sở di cũng biết trong cung có thế được xưng tụng ma ma đều rất có danh vọng, tranh thủ thời gian khách khí nhường bên người cung nữ mang nàng ở chỗ. Nhưng ở chỗ dàn xếp lại sau, nhạc ma ma kỳ thật không có vội vã nghỉ ngơi. Nàng tại Ngọc Lan Nguyễn bốn phía dạo qua một vòng, sau đó tìm cái vẫy nước quét nhà tiểu hoạn quan, nghe ngóng trong đông cung đầu sự tình. Vẫy nước quét nhà tiểu hoạn quan không tại phụ cận phụng dưỡng, nhưng cũng là bởi vì cái này, quy củ chẳng phải nghiêm, ngày bình thường có thật nhiều cùng đồng bạn nói huyên thuyên thời gian, biết đến tin tức tối đa, Lời nói khách sáo cũng dễ dàng Nhạc ma ma liền hỏi hắn Sở lương đệ ngày thường với ai giao hảo A à, có thù người không có Tính tình thế nào Tốt ở chung không tốt ở chung Tiểu hoạn quan từng cái đáp Nói sở lương đệ thường ngày không yêu Cùng cái khác phi thiếp đi lại Liền cùng an Giai ông chủ mẹ Để vân lương đệ quan hệ tốt Cựu nhân đại khái cũng không có mấy cái nói lên được Trong đông cung truyền đi rộng liền là từ lương đệ Cũng chính là lúc trước từ trắc phi nàng lúc trước gây chuyện tha mài quá sở lương đệ. Về phần tính tình thế nào, có được hay không ở chung? Tiểu hoạn quan trầm ngâm một chút, cười khổ nói. Hạ nô cảm thấy, vẫn là tốt chung đụng. Lương đệ nương tử ngày bình thường đại hạ không cay nghiệt, ngày lễ ngày Tết đều có thưởng, có chút sai lầm nhất nhất tay cũng liền đi qua. Bất quá tính tình. Hắn dừng lại âm thanh, nhạc ma ma tấm kia có chút hung tướng trên mặt chất đống cười ngươi cùng ma ma nói thẳng tiểu hoạn quan gãi đầu một cái trong đông cung cái khác chủ tử trong âm thầm đều nói chớ chọc sở lương đệ đắc tội không nổi riêng là cái miệng đó đều có thể nói người chết nhạc ma ma trong cung nữ nhân muốn lấy được đánh giá như vậy cũng không quá dễ dàng bất quá nàng cũng nói chung biết sở lương đệ là cái gì tính nết dạng này tính nết kỳ thật tốt mặc dù nhìn có chút không hợp nhau nhưng rất nhiều thời điểm ngược lại không dễ dàng thụ khi dễ, muốn chơi âm mưu ám hại người cũng phải suy nghĩ một chút. Mà lại nàng đại hạ không cay nghiệt, ngày bình thường hơn phân nửa cũng không yêu chính mình gây chuyện, dạng này chủ tử hầu hạ bắt đầu thoải mái. Trong cung, Triệu Cẩn Nguyệt cũng kém không nhiều lúc này đến giật khôn cung, Thư Quý Phi đã tiếp thụ phong Hoàng Quý Phi chỉ, nàng liền đi trước hướng Thư Hoàng Quý Phi vấn an, thuận tiện chúc mừng thư hoàng quý phi thân thân nhiệt nhiệt lôi kéo nàng ngồi nói với nàng vất vả ngươi đại mùa hè bản cung nguyên không muốn gọi ngươi qua đây nhưng thái tử bệnh bản cung trong lòng luôn luôn không yên ổn có ngươi ở bên người bồi tiếp bản cung đại khái có thế khá hơn một chút triệu cẩn nguyệt cười cười kính cẩn nghe theo gật đầu nương nương nói gì vậy phụng dưỡng nương nương nguyên cũng là thần thiếp bổn phận lời tuy nói như vậy nhưng nàng tâm kỳ thật căn bản là không có ở chỗ này mấy ngày nay nàng đầy trong đầu đều đang nghĩ sở lương đệ có thai sự tình sở lương đệ làm sao lại lại có thai đây nàng phát hiện chính mình đã không có lần trước nghe nói sở lương đệ có thai lúc cái chủng loại kia thông dong tỉnh táo khi đó trong nội tâm nàng vững tin cho dù nàng sinh hạ chính là nhi tử cũng đánh không lại a tế cái này trưởng tử đi nhưng bây giờ tại sở lương đệ lại duy trì một năm rưỡi thịnh sủng về sau nàng không có như thế lực lượng nếu như nàng cái này một đẻ con hạ chính là nhi tử sẽ như thế nào chính mình cùng a tế lại sẽ như thế nào nguyệt hằng đều như thế đến thái tử niềm vui nếu như là con trai thái tử sẽ tràn ưa thích đi thái tử phi lòng tràn đầy vẻ u sầu thật lâu mới phát giác thư hoàng quý phi đang gọi nàng nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại thư hoàng quý phi vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười mệt không Thư hoàng quý phi vỗ vỗ nàng tay, ngữ khí rất lo lắng, đi nghỉ trước đi, chúng ta ngày mai mới hảo hảo trò chuyện. Tốt, cái kia thần thiếp cáo lui trước. Triệu cẩn nguyệt không người, lại đứng người lên cung cung kính kính phúc phúc, liền do tiểu cung nữ dẫn từ tẩm điện bên trong lui ra ngoài. Thư hoàng quý phi nhìn qua bóng lưng của nàng nhiều lần thở dài, không biết nên yêu thương nàng hay là nên đau lòng nhi tử. Bọn hắn nguyên nên có thế thật tốt làm một đôi vợ chồng, bây giờ lại náo thành cái dạng này. Giống như, cũng không thể nói là ai sai. Triệu Cẩn Nguyệt cái này tính tình nàng cũng không thích, có thế đến cùng là chưa làm qua việc ác gì. Chỉ có thể nói là tính nết không hợp, duyên phận không đến đi. Dục nhân viên, lại qua hai ngày, thẩm tích gặp được tam đệ thẩm huy. Phụ hoàng lúc trước khẩu dụ hắn nghe nói, nhất thời cũng không có thăm dò phụ hoàng đến tột cùng có ý tứ gì bất quá hắn vốn là tại dưỡng bệnh, Sở Di lại có mang thai, liền không có nóng lòng đi đem việc này làm cái minh bạch, dù sao coi như hiểu rõ, hắn đương hạ nuôi bệnh cũng không quản được quá nhiều. Thẩm Huy đi vào thẩm tích tẩm điện lúc, liếc nhìn vị này nhị ca nằm ở trên giường. Màn đều che, chỉ có thể xuyên thấu qua tia sáng mơ hồ nhìn thấy một cái nằm nghiêng tại giường bóng người. Thẩm Huy cười vái chào vái chào. Nhiều ngày không thấy nhị ca. Ân thẩm tích nhìn chầm chầm bên trong trướng xa, nổi lên sinh bệnh lúc trái kia cổ hữu khí vô lực cảm giác miễn cưỡng lên tiếng thẩm huy còn nói phụ hoàng khẩu dụ chắc hẳn nhị ca đã nghe nói ngày sau nhị ca có cái gì việc phải làm giao phó vì đệ một câu chính là vì đệ đi theo làm tùy tùng vì ngài xử lý đi thẩm tích trong đầu cười lạnh như phụ hoàng chịu cho cơ hội xử lý lấy xử lý lấy ngươi liền phải đem vị trí này xử lý đi thôi bất quá hắn cũng không có gì đáng sợ. Cho dù hiện tại còn không mò ra phụ hoàng ý tứ, hắn cũng có thể trước ứng phó. Thẩm Huy muốn việc phải làm, hắn cho hắn chính là. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tóm lại là có, hơn nữa còn có một chút nhìn rất cho mặt mũi. Thẩm Huy liền gặp một cái tay từ màn khe hở bên trong đưa ra ngoài, đầu ngón tay kẹp lấy một phong đỏ chót thiếp mời. Thật là có chuyện gì? Thái tử nói thẩm huy ánh mắt sáng lên vội vàng đem thiếp mời tiếp nhận đi lật ra xem xét là trương hôn lễ thiếp mời ta bệnh này không liền đi ngươi thay ta đi tham gia cái tịch đi thẩm tích nói xong ho khang hai tiếng lễ đã để trương tế tài chuẩn bị tốt thẩm huy nghi hoặc tiếp nhận thiếp mời trái xem phải xem cũng không nhớ tới thiếp mời bên trên viết vị này dụ bình công là ai chần chờ nhìn về phía thái tử vị này là ngươi không biết màn bên trong truyền ra thanh âm tựa hồ rất có chút ngoài ý muốn lờ mờ còn có thể tìm ra mấy phần bất mãn thẩm huy tranh thủ thời gian lấy bổ nhận biết tự nhiên nhận biết nói mỉm cười dừng một chút ta nhìn danh tự này đã cảm thấy nhìn quen mắt lúc trước nhất định gặp qua chỉ là đột nhiên như thế xem xét lại quả thực nghĩ không ra là ai a à, thẩm tích kéo lấy thép dài tất cả nghe tiếng khỏe giống như rất lý giải Thẩm Huy cách mà nhìn thấy hắn trở mình, giống như là muốn rất trịnh trọng nói chuyện này bộ dáng, vội vàng rửa tay lắng nghe. Tác giả có lời muốn nói. Đây là canh 2, nhìn sóc nắm lạnh nhớ kỹ lật về phía trước một chút tấu chương cũng ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao, a à a à đát. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 77 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thái tử lại chỉ nói với hắn, đó là cái trưởng bối Thẩm huy nhất thời cảm thấy thái tử không có ý tốt Nhưng nhìn thái tử lại là liên thanh ho khang lại là ngáp tinh thần không tốt cực kỳ Cũng chỉ có thể cáo lui Dù sao bất luận người kia là ai Thái tử giao phó việc cần làm hắn đều phải xử lý Nhất định phải lên vị này dụ bình công trong hôn lễ chúc mừng đi Trở lại trong phủ sau khi nghe ngóng Thẩm huy kém chút tức chết Vị này dụ bình công là trường bối của bọn hắn, niên kỹ so với bọn hắn tiểu nhưng luận bối phận so với bọn hắn lớn cái kia loại. Nhưng niên kỹ cùng bối phận ở chỗ này đều không trọng yếu, thẩm huy tức giận là bởi vì đây là vị đặc biệt không đáng chú ý dòng họ. Nếu như đổi lại người bên ngoài, tước vị truyền nhất đại hàng nhất đẳng, vị này tước vị đã sớm không biết thấp đi nơi nào. Có thế cái này dụ bình công lại cứ tổ tiên lại rất có bản sự, Trước kia đầu một vị dụ bình công cứu giá có công, nhưng Thái Tông Hoàng đế cho hắn gia thế tập võng thế ân điển, cho nên cái này công vị một mực truyền đến bây giờ. Dụ bình công đại hôn hướng trong đông cung đưa cái thiếp mời không có vấn đề gì. Hắn dù sao tước vị đặt ở chỗ đó, cho Thái tử đưa cái thiếp gọi cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng cái này thiếp mời tiến dần lên đi, theo lý tới nói Thái tử là quyết định không cần phải đi, dụ bình công cũng sẽ không trông cậy vào Thái tử đi. Thái tử lại cứ như vậy đem việc này đưa cho hắn, đây không phải cố tình cho hắn tìm không thoải mái mà. Thẩm Huy tức giận đến căn bản đau, trong phòng chuyển tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là quyết định thật tốt xử lý việc này. Nếu là hắn không làm là không phải là hắn, có thế việc khác sự tình thật tốt xử lý, ngoại nhân liền chỉ biết cảm thấy thái tử cầm loại sự tình này ép buộc hắn là thái tử không đúng. Phụ hoàng nhường hắn đến Đông Cung hỗ trợ cũng không phải nhường hắn giúp loại này bận biệu, đơn vì loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao đến mức đem hắn từ hộ bộ rút khỏi đến. Tam hoàng tử thẩm huy liền tại mấy ngày sau đúng hẹn đi vào dụ bình công phủ đại môn, nói mình là thay mặt thái tử đến chút. Dụ bình công nghe nói sau quả thực kinh ngạc, tự mình nên tới cửa, trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào. Sự tình cũng tại vào lúc ban đêm liền chậm rãi truyền ra đến, dòng họ nhóm tốt một trận nghị luận, luôn cảm thấy Tam hoàng tử tới đạo cái này chút không phải đơn giản như vậy. Tiếp lấy lại là không biết nơi nào tràn ra phong thanh, nói là hoàng thượng chính miệng hạ chỉ muốn Tam hoàng tử đi đông cung hỗ trợ, thái tử liền cho Tam hoàng tử việc này, nghị luận liền vén đến lợi hại hơn chút. Yến Vân Viên bên trong, hoàng đế cũng rất nhanh liền nghe nói những thứ này. Hắn lục lọi hai đứa con trai tâm tư, cũng tận lượng bình thản đối đãi chính mình lòng nghi ngờ, cuối cùng cảm thấy nói chung vẫn là thái tử nhân thiện một chút. Thái tử biết lão tam là hắn phái đi lại vẫn không chịu trọng dụng, nhưng hắn có như vậy một chút ảo não, có lẽ là hai năm này hắn luôn cảm thấy lực bất tòng tâm nguyên nhân, chuyện như vậy thường xuyên làm hắn ảo não, làm hắn cảm thấy các con không nghe hắn. Nhưng bình thản chút nghĩ, thái tử cũng không có gì sai. Lão tam làm qua thứ gì, suy nghĩ cái gì thái tử tất nhiên biết, làm sao có thể không thêm vào đề phòng liền là ngày sau thừa kế đại thống hắn cũng sẽ có chính mình cần đề phòng đại thần hoàng đế trong lòng nghĩ như vậy nhấn mạnh hít sâu mấy khẩu khí đến bình phục cảm xúc hắn không thể lại làm càng nhiều chuyện sai không thể để cho chính mình thời khắc hấp hối bên giường đứng đầy oan hồn bất luận cuối cùng hắn có thể hay không thuyết phục chính mình nhường ngôi hoàng vị đều phải an ổn truyền đến thái tử trong tay đồng thời hắn cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ bọn họ tương tàn Dương Phúc. Hoàng đế kêu Dương Phúc tiến đến, đi dục nhân viên, nói cho thái tử, trẫm ngày mai đi xem hắn. Hắn lúc trước cũng từng có dạng này phân phó, nhưng truyền lời hoạn quan còn không có rời đi tẩm điện liền lại bị hắn gọi trở về. Lần này, giọng điệu của hắn lại rất kiên định, Dương Phúc cung kính không người, lúc này bước nhanh đi. Dục nhân viên bên trong vì thế nho nhỏ loạn một trận, lúc đó thẩm tích tại sở di trong phòng, trong chốc lát đã phân phó cung nhân không ít chuyện. Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại về sau, sở di vội vội vàng vàng hỏi hắn. Vạn nhất hoàng thượng nhìn ra ngươi là giả bệnh làm sao bây giờ? Sẽ không, trong cung có quy củ, phụ hoàng như đến xem ta, cũng nên cách màng, miễn cho đem bệnh khí quá cho hắn. Lại nói, cũng không phải sở hữu bệnh đều có thể hiện ở trên mặt, riêng là khí sắc không việc gì cũng nói không là cái gì, còn có thái y kết luận mạch chứng đặt ở chỗ ấy đâu. Thẩm tích đạo. Lời tuy nói như vậy, nhưng sở di nhìn ra được, hắn cũng có chút khẩn trương. Nàng lại túng túng ống tay áo của hắn. Vạn nhất bị phát hiện. Ngươi đây coi là tội khi quân không? Thẩm tích sắc mặt thâm trầm chuyển hướng nàng, ngươi thật là biết nói chuyện. Tội khi quân là không đến mức, mặc dù hắn đúng là lừa phụ hoàng, nhưng tội khi quân nhưng thật ra là cái rất chủ quan tội danh hoàng đế nói là mới là việc này hắn có thể giải thích rõ ràng nói trong triều gần đây rung chuyển quá nhiều hắn muốn tránh một tránh đầu sóng ngọn gió là được phụ hoàng có lẽ sẽ đối với hắn có chút thất vọng nhưng không đến mức bởi vậy trị tội của hắn ngày thứ hai trời chưa sáng thẩm tích tâm như chỉ thủy nằm đi chính mình tẩm điện trên giường màn đều che từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy hắn hoàng đế tới thật đúng là thật sớm, sách trời vừa mới sáng lên như vậy một chút nhi, thẩm tích chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên lễ bái thánh an thanh âm, từ xa mà đến gần, một tiếng sau một tiếng rõ nét. Tẩm điện bên trong ánh nến cũng rất nhanh đều đốt sáng lên, hắn cách màn, xa xa trông thấy một đoàn người trùng trùng điệp điệp vào phòng, nhưng nhẫn nại tính tình tạm thời không nhúc nhích, bệnh nha, phản ứng nơi đó có nhanh như vậy. Trương tế tài thế là đứng ở màn bên cạnh gọi hắn hai tiếng, thẩm tích khẽ lên tiếng hả, trương tế tài ép âm nói. Hoàng thượng tới. Mấy là đồng thời, hoàng đế mở miệng. Đều lui ra đi. Một đám cung nhân lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện hướng bên ngoài thối lui, trương tế tài cũng không có lại tại bên giường lưu thêm. Thẩm tích ho khang hai tiếng, làm dãy dụ trạng muốn đứng lên làm lễ, hoàng đế đứng tại mấy bước bên ngoài nhạc nhìn xem hắn. Thật bệnh. Thẩm tích trì trệ hắn cùng phụ hoàng khá hơn chút thời gian không gặp, các nuôi các bệnh. Hôm qua cái phụ hoàng nói muốn đi qua, hắn nghĩ tới gặp mặt sẽ nói cái gì, nhưng không nghĩ tới mở miệng sẽ là một câu như vậy. Thẩm kích định trụ tâm, lại ho một tiếng, nói. Cũng không có gì đáng ngại, liền là thái y ngạc nhiên. Dứt lời hắn tiếp tục muốn đứng lên, hoàng đế dạo chơi đi hướng giường. Cái kia trẫm tạm thời khi ngươi không có bệnh màn qua trong dây lát bị để lộ, chậm rãi vừa đứng dậy đưa đến một nửa thẩm tích chột dạ không thôi nhìn về phía phụ thân, hoàng đế rất thẳng thắn mà nhìn xem hắn. Hoàng đế tiếp lấy liền tại bên giường ngồi xuống, đưa lưng về phía hắn chìm xuống một chút. Trẫm muốn nói với ngươi chút sự tình. Phụ hoàng. Thẩm tích định trụ bất ổn tâm, phụ hoàng vẫn là ngồi xa một chút tốt, miễn cho nhi thần quá bệnh khí cho phụ hoàng. Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ ngươi có thể cho ngươi tam đệ một chút càng quan trọng hơn việc phải làm thẩm tích sửng sốt hắn khóa lên lông mày quan sát hoàng đế thần sắc nhưng hoàng đế vẫn chỉ là đưa lưng về phía hắn ngồi ở chỗ đó bên cạnh gò má phản ứng ra thần sắc cực kỳ bình thản trẫm biết ngươi có lo lắng nhưng trẫm có trẫm ý nghĩ hoàng đế lại nói gần hai năm trẫm cũng biết trẫm không giống với ngày xưa trẫm cả ngày nghi thần nghi quỷ phạm vào rất nhiều sai quan vết qua hậu cung còn đem nữ nhi bỗng nhiên gã ra ngoài những này trẫm đều biết trẫm không một nhật không nhớ tới những sự tình này hoàng đế buồn vô cớ thở dài thẩm tích nhất thời nghe mộng hắn không biết nên làm sao tiếp lời thậm chí có chút không mò ra phụ hoàng có phải hay không tại cùng hắn nói chuyện bởi vì phụ hoàng từ đầu đến cuối không có nhìn hắn mỗi chữ mỗi câu bên trong lộ ra thâm trầm bất đắc dĩ cùng bất lực nghe rất như là đang lầm bầm lầu bầu trẫm gần đây liền suy nghĩ a à. lại là một tiếng quá thở dài nặng nề chính mình cảnh già thê lương một chút cùng giữ vững hoàng vị lại mắt thấy cốt nhục bất hòa cái nào tới càng thê thảm hơn ngài nói gì vậy thẩm tích khóa chặt lên mi con trai ngài tôn cả sảnh đường mọi người từ đều sẽ phụng dưỡng ở bên phụ hoàng không cần lo lắng cái gì cảnh già thê lương về phần cốt nhục bất hòa thẩm tích kỳ thật biết hắn chỉ là cái gì nhưng lấy thân phận của hắn lại cũng chỉ có thể nói nhi thần dù cùng mấy vị huynh đệ nhiều có không hợp nhưng tuyệt sẽ không làm ra cốt nhục tương tàn sự tình hoàng đế xùy cười âm thanh lắc đầu lại nói tiếp trẫm mấy ngày nay tự hồ tỉnh táo lại một chút trẫm cũng từ sở thành nơi đó nghe nói một ít lời sở thành thẩm tích giật mình chợt cảm thấy một cổ khí ngăn ở cổ họng nhi hoàng đế lại chỉ lại cười cười trẫm cảm thấy hứa hay là nên tin ngươi thẩm tích tâm tình bị hắn làm cho thay đổi rất nhanh càng thêm không biết nên nói cái gì chỉ có thể rửa tay lắng nghe hoàng đế chậm hai hơi trẫm đang cố gắng không hoa mắt ù tai xuống dưới lão tam giả tâm trẫm cũng biết ngươi nghe trẫm cho hắn chút khẩn yếu việc cần làm liên tiếp không ngừng cho hắn ngươi tin được các huynh đệ khác ngươi cũng có thể dùng trẫm cũng sẽ đem càng nhiều chuyện hơn giao cho ngươi đông cung đây là tại dần dần hướng trong tay hắn quá độ quyền lực chợt nghe xong giống nhưng nghĩ lại lại không chỉ có là thẩm tích gật gật đầu trước đồng ý nhi thần nghe phụ hoàng ngươi yên tâm lão tam làm được cho dù tốt ngươi cũng không cần lo lắng thái tử chi vị sẽ đổi hắn tới làm rất nhiều chuyện trẫm tâm lý nắm chắc hoàng đế khoan dung đạo hắn là hỷ nộ vô thường hỷ nộ vô thường thật lâu nhưng hiện nay hắn đang thử cùng tâm tình như vậy hòa giải. Cảm xúc có thể lợi dụng người, cũng có thể bị lợi dụng. Hắn nghĩ hắn còn có thể dựa vào những này làm một số việc, hết sức đem hết thảy đều an bài tốt. Về phần mấy ngày nay dần dần tỉnh táo lại tình hình có thể duy trì bao lâu. Hoàng đế chính mình cũng nói không rõ, cho nên mới tới nói cho thái tử nghe. Lời nói từ miệng bên trong thật sự nói ra quá một lần cùng chỉ ở trong lòng nghĩ quá là không đồng dạng nếu có hướng một ngày hắn đối thái tử lại đã sinh cái gì không yên lòng, hôm nay hồi ức có lẽ có thể để cho hắn lại cẩn thận chút. Hoàng đế nói xong những này liền rời đi dục nhân viên, phút cuối cùng còn lưu lại một câu, nói nhường thẩm tích đừng giả bộ bệnh. Chính hành lễ cung tiễn thẩm tích quỳ một gối xuống ở nơi đó cứng nửa ngày, đành phải cúi đầu, nhi thần tuân chỉ. Trở lại Ngọc Lan Viễn, thẩm tích đem những này nói cho sở di nghe, sở di nghe được nỗi lòng khó tả đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến hoàng đế, đương nhiên, cho dù là tại cổ đại, phần lớn người cả một đời cũng liền trải qua một hai cái hoàng đế. Nhưng loại này chân thực cảm giác như cũ nhường nàng. Ngược lại cảm giác không quá chân thực. Tại thế kỷ 21 thời điểm, nàng lịch sử học được không tốt lắm, bất quá cũng đối các vị nổi danh hoàng đế có chút ấn tượng. Trên sử sách đối bọn hắn đánh giá phần lớn là nhãn hiệu hóa. Đây là hôn quân, đây là minh quân, cái này trước kia Thánh Minh lúc tuổi già hoa mắt ù tai, cái này trước kia ngang bướng lúc tuổi già anh Minh. Dạng này ghi chép cũng là không thể nói giả, cái gọi là ghi chép nha, phần lớn đều là nhớ một cái chủ yếu sự tích sau đó tới chút đánh giá, cái này cách viết không có vấn đề gì, đi viết các loại lông gà vỏ tỏi chi tiết ngược lại không bình thường. Chỉ là, loại này ghi chép không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho người một loại khoảng cách cảm giác, cảm thấy những này cổ đại hoàng đế cùng người bình thường là không đồng dạng. Danh thần danh tướng cũng là cùng người bình thường không đồng dạng Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy những này lông gà vỏ tỏi Nàng có chút tam quan sụp đổ phát hiện hoàng đế nguyên lai cũng chính là người bình thường Không chỉ có sẽ nghi thần nghi quỷ, cũng sẽ bản thân hoài nghi Sẽ cảm thấy tự mình làm sai xong việc, sẽ cố gắng muốn đền bù Sở hữu người bình thường sẽ có giải dụ, hoàng đế đều sẽ có Hắn thậm chí sẽ cùng lão nhân bình thường đồng dạng Tại cảm giác được chính mình suy yếu sau có ý vô ý hướng tuổi trẻ cường giả xin giúp đỡ, hắn hôm nay đến cùng thẩm tích nói những này, theo sở di chính là một loại nhờ giúp đỡ. Cho dù địa vị của hắn cao hơn, có thể hắn cần một người đến giúp hắn, hoặc là ít nhất là cần một người nghe hắn nói một chút. Nhẫn nhịn nửa ngày, sở di hí hư nói. Ta cảm thấy hoàng thượng cũng rất đáng thương. Ti, thẩm tích hút lấy khí lạnh tại trên trán nàng vỗ nhẹ, đồng thời tranh thủ thời gian khoát tay nhường cung nhân nhóm đều lui ra ngoài, lại quát khẽ, ngươi thật là dám nói. Lời nói thật nha. Sở di xoa xoa cái trán. Mặc dù tại trong hai năm này hoàng đế thường xuyên đem bọn hắn dọa đến quá sức, liền sở thành đều đề nghị thẩm tích trốn tránh, nhưng hiện tại xem ra, hoàng đế bản tôn cũng là có chút điểm thảm. Sinh lão bệnh tử là nhân loại không chạy khỏi quỷ tích, có thế minh quân bởi vì bệnh hoa mắt ù tai đồng thời còn rõ ràng biết mình hoa mắt ù tai, cũng quá thống khổ. Ngươi quay đầu chờ lâu bọn nhỏ đi bồi bồi hắn chứ sao? Nàng thành khẩn cho thẩm tích nghĩ kế, lớn tuổi đều thích tiểu hài tử, mà lại tiểu hài tử làm ồn ào, tâm tình cũng liền tốt. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao hôm nay sẽ còn tăng thêm, bất quá lúc này mọi người thật đừng đợi ngày mai buổi sáng đến xem đi hôm nay trạng thái đặc biệt không tốt, có thể là cảm mạo có chút lặp đi lặp lại. Bất quá đi vừa đôi càng một ngày liền lại đơn càng quá không hợp vừa, cho nên ta dự định đi trước ngủ một lát nhi lại viết, có thể sẽ rất muộn, cũng có thể là muốn ngày mai rạng sáng mới có thể càng ra so, mọi người ngủ ngon. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 78 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thái tử lành bệnh dục nhân viên bên trong rực rỡ hẳn lên hoặc là nói sinh bệnh ma nhân đâu thẩm tích kỳ thật chỉ là giả bệnh nhưng có lẽ là bởi vì phần lớn cung nhân cũng không biết tình hình thực tế thế là tâm tính có chút biến hóa vi diệu nguyên nhân sở di trước sau so sánh luôn cảm thấy giả bệnh trận kia trong viện sức sống không đủ hiện nay hết thảy đều lộ ra càng thêm ngay ngắn rõ ràng một chút chỉ bất quá mặc dù thái tử khỏi bệnh rồi nhưng thư hoàng quý phi tự hồ vẫn là không có nhường thái tử phi trở về ý tứ. Lành bệnh về sau, Thẩm Tích dựa theo hoàng đế phân phó cho Tam đệ một cọc quan trọng việc cần làm. Thẩm Huy lúc trước quản quá xây dựng đập lớn công việc, việc phải làm làm được cũng không tệ lắm, đối Giang Nam một đời đường thủy cùng các châu quận tình hình cũng còn tính quen thuộc, Thẩm Tích liền đem thủy vận sự tình giao cho hắn. Giang Nam cái này một khối thủy vận từ 3, 4 năm trước liền giao cho Đông cung quản mặc dù nhìn như chỉ là kiềm chế thuế lương, nhưng nói thật ra, việc này cho tới bây giờ đều không tốt xử lý. Vừa đến thu thuế thời điểm, khắp nơi đều khóc than nói không có tiền, dân sớ cầu thái tử giảm miễn mức thuế. Có thế gian nam một chỗ là đất lành, rõ ràng tiền thu không ít lại hô nghèo. Tiền dù sao cũng phải có cái chỗ A, đồ đần đều biết bên kia mấy cái quan nói chung đều không sạch sẽ, chỉ bất quá cái này tham quan tham nhiều, thường thường ngay tại chỗ tích uy cũng nặng, một phương thế lực náo bắt đầu không thể kinh thường, cho nên nghĩ điều tra cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thẩm Tích lúc trước cũng cùng Hoàng Đế nghĩ quá chuyện này, Hoàng Đế nói: ở bên kia làm quan công gia là Tiên Đế tự mình chọn, án luật quan viên không nên ở quê hương làm quan. Tiên Đế là nhớ kỹ bọn hắn công mới cho đạo này ân chỉ. Bây giờ bọn hắn tuy có phụ Tiên Đế, nhưng trẫm cũng coi như Tiên Đế di chỉ, trẫm không dễ làm hoàng đế ngay lúc đó ý là, hắn không dễ làm, có thể đợi đến thẩm tích kế vị, liền có thể nên làm cái gì làm sao bây giờ. Thẩm tích cùng tiên đế ở giữa cách nhất đại, tin đồn sẽ không tới đến nặng như vậy. Đến lúc đó ngươi liền tân đế nhậm chức ba cây đuốc. Hoàng đế cười nói. Về phần đương hạ, hoàng đế ý tứ thì là. Tạm thời đem thu thuế. Bọn hắn dù từng cái tham đỏ mắt, lại dựa vào lấy trước đây công huân, nhưng cũng cuối cùng không dám huyên náo quá mức. Người tốn nhiều chút tâm, dù cho không thể 10 phần 10 thu đi lên, thu cái tám chín thành cũng là phải. Tại không thể trực tiếp làm tôn gia điều kiện tiên quyết, đây cũng chính là cái tốt nhất đường ra. Tuy là giang nam giàu có, thu thuế thiếu cái một hai thành cũng lệnh người đau lòng, nhưng trái lại giảm, đến cùng nguyên bản cơ số cũng lớn, có thể thu hồi tám chín thành cũng là có tác dụng lớn chỗ. Đánh cái kia về sau, mỗi khi gặp muốn thu thuế lúc, một đám đông cung quan đều bận rộn tới mức sức đầu mẻ tráng. Vội vàng hướng Giang Nam chạy, vội vàng viết thư thúc lương, vội vàng tại tấu chương ở giữa xé đến xé đi đàm phán, khẽ đến một đại chồng chất. Bây giờ, việc này liền giao cho Thẩm Huy. Sở Di nghe nói việc này sau có điểm liếu lưỡi, nơm nớp lo sợ hỏi Thẩm Tích. Ai, nặng như vậy việc cần làm giao cho hắn, hắn như làm được tốt không phải đặc biệt kiếm hiền danh A, sẽ có hay không có hậu hoạn. Không quá rẻ, dù sao chỉ là đông cung. Thẩm tích nói đến chỗ này thanh âm bỗng nhiên một sát, đột nhiên minh bạch phụ hoàng là có ý gì. Phụ hoàng nói tin được hắn, còn nói không muốn để cho huynh đệ bọn họ tương tàn, hắn một lần nghi hoặc đã như vậy, phụ hoàng lại vì sao còn muốn hắn cho tam đệ khẩn yếu việc cần làm. Hiện tại hắn đột nhiên kinh ngộ, tam đệ tranh đến đang hung, phụ hoàng đem hắn trực tiếp đè xuống hắn hẳn là không phục, không biết có thể hay không náo ra cái gì chuyện hồ đồ. Mà lại, hắn trong triều cũng hơi có chút nhân mạch, nhìn như là hai huynh đệ cái ở giữa tranh chấp, trên thực tế một mực là hai nhóm nhân mã ở giữa tranh chấp, nghĩ không có lý do đem cái kia làm xuống dưới, liên lụy đều là một nhóm người lợi ích. Nhưng hắn vì đông cung ban sai liền không đồng dạng. Đối thẩm huy tới nói, sẽ cảm thấy phụ hoàng còn coi trọng hắn, coi trọng đến nhường hắn sờ chạm đông cung công việc làm sao biết không phải động nhường hắn lấy thái tử mà thay vào suy nghĩ đồng thời cái này lại nhường hắn cách xa triều đình cho dù thái tử cũng thuộc về triều đình có thế đông cung quan cùng triều đình đến cùng là hai nhóm người hắn xử lý lấy đông cung kém bất tri bất giác liền cách bên kia xa như thế có thể liền để thẩm huy trước an an ổn ổn vội vàng nhìn như có quyền trên thực tế cách đại quyền càng ngày càng xa đợi đến thẩm tích kế vị, hết thảy hết thảy đều kết thúc, hắn liền là gấp cũng không có cách, thẩm tích bên này lại hơi nhịn thêm hai điểm, liền cũng không đáng cốt nhục tương tàn. Thương, vẫn là lão cây. Thẩm tích trong lòng thật sâu cảm khái một lần câu nói này, tiếp lấy đưa tay tại sở di trên trán gãy một cái búng tay. Ngươi thật đúng là phúc khí của ta. Sở di bị thổi phồng đến mức không hiểu ra sao, hắn nắm cả nàng ngồi xuống, chậm rãi cùng với nàng giải thích một lần chuyện gì xảy ra. Sở di nghe xong tỉnh ngộ lấy cảm thán. Trời à, các ngươi cái này phụ tử cảm tình thật phức tạp. Nói hoàng đế không đau tam hoàng tử kia là giả. Nếu là không đau, hắn cũng sẽ không để ý cái gì thủ túc tương tàn. Nhưng cùng lúc, hắn lại tại cân bằng quyền lực, đem tam hoàng tử mơ mơ màng màng. Tóm lại tam đệ bận rộn đi lên. Thẩm tích cười cười, ta đem lục đệ cũng dùng bắt đầu, nhưng hắn niên kỹ còn nhẹ, ngươi quay đầu đem hắn trong phủ trắc phi mời tiến đến trò chuyện đi, miễn cho trong lòng của hắn đầu bất an. Sở di gật gật đầu đồng ý, loại này giao tế từng có mấy lần về sau nàng cũng xe nhẹ đường quen, cùng tứ hoàng tử trắc phi thậm chí thật giao hảo lên, hiện tại nàng còn thật thích loại sự tình này. Qua ba ngày, lục hoàng tử phủ người liền tiến dục nhân viên, tới lại là chính phi, tiến đến sở di trong phòng bẩm lời nói cung nhân nói là bởi vì trắc phi bệnh. Cái này làm cho sở di thoáng luống cuốn một chút, bởi vì dựa theo ước định mà thành quy củ, là chính thất gặp chính thất, tiểu thiếp gặp tiểu thiếp. Nghe nói đặt ở hoàng tử trong phủ, trắc phi cùng biệt phủ thấp hơn thiếp cũng không quá đi lại, nhưng đông cung bản thân địa vị cao hơn mà lại lại không có trắc phi, cho nên nàng cái này lương để lúc trước mới luôn có thể mời trắc phi đến ngồi. Bây giờ tới cái chính phi, giống như có chút vi phạm. Nhưng đến cùng là người đều tới, mà lại Thái tử phi cũng không tại trong vườn, Sở Di ngẫm lại, liền vẫn là chỉ có thể gặp. Nhưng nàng lúc này chuyên môn nên đón ngoài viện, tỏ vẻ tôn kính. Bất quá nhiều lúc, liền gặp một thân lượng không cao nữ tử do cung nữ dẫn hướng bên này đi tới, đến chỗ gần Sở Di nhìn lên, đại khái là 15-16 đi, lúc này mới nhớ tới Lục hoàng tử là đầu năm vừa khai phủ thành hôn. Hoàng tử phi nàng gật đầu muốn phúc thân, lục hoàng tử phi chu thị vô tình hay cố ý kéo lại nàng tay. Nhị tẩu đừng chê cười ta, ta đoạn đường này sóc nảy đến kịch liệt, trong đầu buồn nôn cực kỳ. Có trà xanh không có. Ta ép một chút. Tiểu cô nương rất linh xảo mà. Sở di lập tức đối nàng rất có hảo cảm, lôi kéo nàng vào phòng, cũng không muốn trà, nhường thanh ngọc lên ngọn nước ô mai, cùng chu thị cười nói ta nơi này đầu bếp nước ô mai chịu đến không sai, ngươi nếm thử nhìn. Cùng lúc đó, thái tử chính mang theo bọn nhỏ tại sát vách yến vân viên bồi hoàng đế. Hoàng đế lần trước gặp bọn họ lúc, bốn đứa bé cũng đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Bây giờ đều lớn rồi, tại tẩm điện bên trong ngược xuôi, bầu không khí mười phần náo nhiệt. Hoàng đế ngồi tại giường la hán thượng kháng bọn hắn chơi, ngẫu nhiên kéo qua một một đút một ngụm điểm tâm lại thả đi. Qua nửa ngày, hoàng đế cùng thẩm tích cười nói mặt trăng nhỏ vẫn là phá lệ hoặc bát chút là thẩm tích gật đầu nha đầu này lá gan cũng lớn nhi thần cùng sở thị cũng không có quá câu tính tình của nàng hoàng đế gật gật đầu câu nàng làm gì phàm là có thế phân rõ không phải là liền từ lấy nàng đi nói hắn liền hướng mặt trăng nhỏ vẫy vẫy tay đến đến hoàng gia gia chỗ này tới mặt trăng nhỏ mặc một thân phấn nộn váy áo hướng hoàng đế bổ nhào qua dáng vẻ vô cùng thả ái hoàng đế đem nàng ôm đến đầu gối mỉm cười hỏi nàng mặt trăng a ngươi về sau thường đến hoàng gia gia nơi này chơi có được hay không hoàng gia gia chuẩn bị cho ngươi điểm tâm ăn càng thanh cung phòng bếp nhỏ làm ra điểm tâm cái kia thật không phải phổ thông đầu bếp có thể so sánh liền là đông cung đầu bếp cũng kém lấy một đoạn mặt trăng nhỏ vừa rồi liền ăn đến rất vui vẻ nghe xong lời này lập tức gật đầu dứt khoát tốt. Muốn bánh đậu xốp giòn cùng sữa chua. Thẩm tích. Làm sao còn đốt thức ăn đâu. Tiểu nha đầu ngươi cái này thật sự là học được ai. Thôi, rõ ràng là học được ai. Dục nhân viên bên trong, sở di cùng chu thị nói chút có không có, bất tri bất giác liền trò chuyện lên bác quái. Nữ hài tử ở giữa rất dễ dàng trò chuyện bác quái, Chu thị rất nhanh liền cùng với nàng đem kinh thành mệnh phụ ở giữa kỳ văn giật sự toàn lột mấy lần, cái gì hoàng trưởng tử phủ trắc phi ỷ vào được sủng ái đi chính phi chỗ ấy náo kết quả bị chính phi chế nhạo đến nhận việc đốt sâu a à. cái gì hoàng ngũ tử phủ gần nhất không có đứa bé chính phi thương tâm gần chết nghĩ xuất gia hoàng ngũ tử đau khổ ngăn đón a à. nàng còn viễn chuyển nhã rảnh một chút chính mình trong phủ nói lục hoàng tử đãi nàng rất tốt có thế độ quý nhân giống như không quá ưa thích nàng có thể là cảm thấy nàng xuất thân không đủ cao ai có cái gì dù sao các ngươi ngày thường ở tại bên ngoài, 10 ngày nửa tháng cũng cùng cái này bà bà gặp không lên một mặt. Sở di dạng này an ủi nàng. Bình tĩnh mà xem xét, nàng thật cảm thấy chu thị điểm ấy quan hệ mẹ chồng nàng dâu tiểu phiền não so trước mấy vị gà bay chó chạy tốt hơn nhiều lắm. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chu thị gật gật đầu, tiếp lấy lại cười, bất quá ta vẫn là hâm mộ tẩu tẩu chỗ này, xem xét liền khoan khoái không lo tẩu tẩu đối xử mọi người cũng tốt. So tam tẩu mạnh hơn nhiều. Tam tẩu ngày đó tức giận đến ta ngủ không yên. Sở di nghe xong liền biết nàng lời này là cố ý nói, phao chuyên dẫn ngọc, khẳng định có cái gì chính sự muốn cùng với nàng giảng. Cho nên mặc dù đây cũng là các nàng chính phi ở giữa chủ đề, nhưng nàng vẫn là trực tiếp hỏi. Thế nào? Chu thị đại mi nhíu lên, cùng với nàng điên cuồng nhã rảnh, nói. Tiểu nhân đắc chí tẩu tẩu đừng ra bên ngoài nói, ta chính là thật cảm thấy nàng liền là như thế cái sức lực. Nói tỉ mỉ xuống dưới, nguyên là dạng này. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đều muốn đến đông cung cùng nhau ban sai, lục hoàng tử lại đối những này việc phải làm cơ bản không có kinh nghiệm, liền đi bái phỏng một chút tam ca, ý là nhường tam ca nói thêm điểm, hắn như đã làm sai điều gì cũng làm cho tam ca nhiều đảm đương. Đồng thời, hai cái phụ nữ quyến cũng cùng nhau ngồi ngồi, Chu thị gặp được Tam hoàng tử phi Khương thị, cũng là không ngừng khách khí, hoàn toàn là thuận lục hoàng tử ý tứ nói. Có thế Khương thị không mặn không nhạt cùng với nàng biểu đạt chính là, nhà chúng ta Tam điện hạ là hoàng hậu nương nương xuất ra, đã sớm tại qua tay những này chính sự. Lục hoàng tử không cần lo lắng như vậy làm không tốt, đều giao cho Tam điện hạ là được. Chu thị nghe được không cao hứng, bởi vì Khương thị không chỉ có đạp lục hoàng tử xuất thân một cước, còn định đem hắn phơi ở nơi đó mà cái này hiển nhiên cũng là tam hoàng tử ý tứ, lục hoàng tử tại tam hoàng tử phủ cũng đồng dạng đụng phải một cái mũi xám. Vợ chồng hai cái về sau đụng một cái đều rất tức giận, có thể nghĩ muốn làm tức giận cũng không được việc. Lục hoàng tử xác thực không có kinh nghiệm gì, tam hoàng tử như nghĩ giá không hắn, hắn đoán chừng cũng không có cách. Chu thị ủy ủy khuất khuất nói với sở di. Ngài nói tam tẩu cần gì chứ? Nhà chúng ta điện hạ liền muốn học hỏi kinh nghiệm lại không muốn tranh cái gì công đều là trẻ tuổi nóng tính niên kỷ không nghĩ an tại hưởng lạc muốn vì nước tận trung cái này tam tẩu hẳn là hiểu nha sở di cao mày gật gật đầu là ngươi tam tẩu là hẳn là hiểu tam hoàng tử hẳn là hiểu đệ đệ phần này tâm chính là mình lại vội vã kiến công lập nghiệp tranh vị cũng không nên đem sự tình làm được mức này mà đồng thời chu thị ý tứ sở di cũng hiểu ta quay đầu cùng thái tử điện hạ nói một câu ngươi cũng không cần quá mức lo lắng quay đầu chờ lục điện hạ thật tiến đến bang sai điện hạ sẽ có phân tắc cùng lúc trước đồng dạng nàng chỉ đáp ứng nói một câu bất quá cùng lúc trước rất nhiều sự tình so sánh lúc này nàng nửa câu sau lộ ra có chút rõ ràng bất công nghiêng nghiêng lục hoàng tử bên này bởi vì nàng cảm thấy thẩm tích không chào đón tam hoàng tử là rõ ràng khẳng định sẽ hộ một hộ lục hoàng tử thẩm tích sẽ hộ lời này nàng nói cũng không cần gấp chu thị gật gật đầu vậy liền đa tạ tẩu tẩu buổi tối đợi đến thẩm tích trở về sở di liền nói với hắn lên chuyện này nàng nói nói liền có chút lòng đầy căm phẫn bắt đầu nhã rảnh nói cái kia toàn gia người nào a à? thẩm tích thoa lấy nàng cười nhạo xem ra ngươi còn thật thích lục đệ muội cũng liền gặp nửa ngày liền hướng về nàng nói chuyện vậy cũng không có. Sở di biểu môi, thẳng thắng đạo, lúc trước đối tam hoàng tử bất mãn đó cũng là chiếm nhất định nguyên nhân. Quán khí liền cùng nhau gắn. Ta chính là đối bọn hắn có thành kiến, ta chính là nhìn bọn họ không vừa mắt. Thật thẳng. Thẩm tích vừa nghe vừa cười, ông nàng vỗ vỗ lưng. Vân vân vân, ta cũng nhìn bọn họ không vừa mắt, ta vợ chồng một lòng nha. Phu vợ. Hắn nói xong, chính mình liền chẹn họng dưới, sở di cũng hơi trệ trệ. Bầu không khí trở nên hơi có một chút như vậy tiểu xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói. Chương này là Ngày hôm qua tăng thêm. Thật xin lỗi, một ít thuốc cảm mạo yên giấc hiệu quả cũng quá mãnh liệt tấu chương ngẫu nhiên đưa 60 cái hồng bao hôm nay tranh thủ lại đến hai canh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 79. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền vô ý thức riêng phần mình quay người phân ra. Thẩm tích không tự giác một tiếng ho khan, sở di không phản bác được mà cúi đầu đứng đấy, ai cũng không biết nên nói cái gì. Thê thiếp có khác đến cùng vẫn là cảm tình bên trên một đầu hồng câu, bình thường bọn hắn có thể đều không nhắc cũng không muốn, nhưng không đề cập tới không nghĩ cũng không đồng đẳng với đạo này hồng câu không tại sở di tại nửa đêm không người lúc thỉnh thoảng sẽ vì cái này nho nhỏ phiền muộn một chút cảm thấy mình thân là một người hiện đại đi đến một bước này thật sự là vận mệnh trêu cực hiện tại xem ra thẩm tích trong lòng bao nhiêu cũng để ý chuyện này ngẫm lại cũng thế đương tình cảm của hai người đi đến mức nhất định thời điểm những người khác liền đều thành trở ngại huống chi chính thê còn ép nàng một đầu qua nửa ngày sở di trước cười cười ăn cơm trước đi ân Thẩm tích gật đầu, tiếp lấy trước một bước hướng ra phía ngoài phòng đi đến. Sở di một mình tại trong phòng ngủ ngồi một hồi mới đi ra ngoài, nhưng cũng may hai người ăn ý không đề cập tới chuyện này, lúng túng không khí cũng liền đi qua. Mấy ngày sau, tam hoàng tử thẩm huy cùng lục hoàng tử thẩm thì liền đều tiến đông cung. Thẩm tích đối thẩm huy nóng lòng lập công sự tình tâm lý nắm chắc, vì ngăn ngừa thẩm thì bị phơi dưới, liền đem giao cho chuyện hai người tình tất cả đều phân ra tam đệ trực tiếp hướng hàng châu đi một chuyến giúp cô đốc thúc hắn nói nhấp một ngụm trà lục đệ đi một đạo chải vuốt khoảng đi không có kinh nghiệm không sợ tự có đông cung quan sẽ dạy ngươi thẩm thì đương nhiên là thoải mái đồng ý thẩm huy nghe xong phát giác chính mình vừa đi liền hoàn toàn xử lý không được lục đệ chuyện nhất thời có hơi thất vọng nhưng nghĩ nghĩ có thế tự mình đến giang nam đốc thúc là cái chuyện tốt cũng liền đáp ứng thẩm tích trước hết nhường thẩm huy cáo lui, gọi hắn trở về dọn dẹp một chút, sớm ngày lên đường. Tại thẩm huy rời đi sau, hắn lại đem thẩm ánh kêu tiến đến. Hắn nói với thẩm thì, đây là chúng ta một cái tộc đệ. Ta cũng không biết các ngươi ai đại ai tiểu. Nói mỉm cười một cái, ngươi nếu có cái gì không nắm chắc được địa phương cùng hắn nói cũng được, hắn sau lưng có cái người tài ba, ta bận biệu không ra thời điểm hắn có thể giúp ngươi nói bóng gió liền là cho phép sở thành vì thẩm thì chi chiêu thẩm ánh có chút ngoài ý muốn nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng lý giải thái tử muốn bồi dưỡng thân huynh để đích thân tin liền cũng không nói cái gì tiếp lấy thẩm tích lại phân phó thẩm ánh đem sở thành triệu hồi tới đi thẩm ánh tự nhiên chần chờ điện hà sở thành cảm thấy ta biết thẩm tích gật đầu nhưng phụ hoàng biết chuyện của hắn không quan hệ nhưng hắn trở về đi thẩm ánh lại do dự một chút liền cũng cáo lui đợi đến thẩm ánh rời đi thẩm thì một mặt kinh ngạc quả thực ép không được nhị ca cái kia sở thành thế nhưng là sở gia có cái gì hiếm lạ thẩm tích cười khẽ sở gia thiên kim vẫn là ngươi tiểu tẩu tử đâu thẩm thì nhất thời nói không ra lời đợi đến từ thư phòng của hắn lui ra ngoài bên ngoài ánh nắng vừa chiếu phản chiếu đến hắn một thân mồ hôi lạnh đấu đến đấu đi, xem ra vẫn là nhị ca nhất khí định thần nhàn A. Hắn dạng này có lực lượng nhất định có đạo lý của hắn, cái này đạo lý lại 10 phần 8 chính đến từ phụ hoàng. Cái kia bất luận đến cùng là vì cái gì, như đứng sai đội, đều thật là đáng sợ. Hồ Nam Vĩnh Châu, thẩm tích trở về về sau kỳ thật không có gì việc phải làm. Lúc trước quan chức nhường thái tử phi huynh trưởng triệu nguyên cho đỉnh, hắn cũng chỉ có cái không lĩnh bổng lộc chức quan nhàn tảng thu được thẩm ánh gửi thư thời điểm, sở thành tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, hắn cũng đã sớm dự liệu được một ngày này, cái kia lời nói nguyên cũng không chính xác vì thái tử nói, hắn so thái tử càng cần hơn tại hoàng đế trong lòng rửa sạch hiềm nghi. Sở thành thế là tiêu tiêu sái sái đi hướng triệu nguyên nói tạm biệt triệu huynh, ngài chậm rãi bận biệu, tại hạ về trước đông cung. Triệu nguyên bị hắn tức giận đến đau răng. Hắn cùng sở thành kỳ thật không thể nói quen, nhưng ở đến hồ nam trước đó đã bạn tri kỷ rất lâu hai người bọn họ muội muội một cái là thái tử chính phi một cái là thái tử lương đệ tuổi của bọn hắn cũng kém không nhiều trong đông cung đầu tổng bắt bọn hắn hai cái so nhưng lúc kia sở thành được phái tới vĩnh châu sở thành hồi kinh lúc hắn lại tới vĩnh châu hắn liền cũng không có cảm thấy có cái gì cho đến hai người tại vĩnh châu gặp mặt triệu nguyên mới đột nhiên ý thức được cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết sở thành trở về thời điểm đã không có đứng đắn quan hàm cho hắn liền liền dinh quan đều thuộc về triệu nguyên sở thành chỉ là ở nhờ có thế dù là dạng này vẫn là sở thành ở chỗ này uy vọng cao dưới đáy quan viên là thật trông cậy vào sở thành bang sai đâu có đến vài lần có quan viên đến cửa phủ bái phỏng chính đụng tới triệu nguyên có việc muốn đi ra ngoài hai phe đều tại cửa phủ gặp được nhưng đối phương vẫn là sẽ uyển chuyển biểu thị chính mình có việc thỉnh giáo sở thành cũng sẽ không bởi vì hắn tại liền mời dạy hắn xong việc triệu nguyên nghĩ tới lòng này bên trong liền khí nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem đã quay người rời đi sở thành kéo trở về uống chén rượu bảo trọng tiền đồ như gấm sở thành cười một tiếng không nói gì cùng hắn đối ẩm về sau đem chung rượu vừa để xuống liền đi ra cửa trong kinh cửa ải cuối năm đảo mắt liền lại tới gần tại tháng chạp trung tuần thời điểm đã ở trong vườn ở thật lâu, hoàng đế rốt cuộc khởi giá trở về kinh, đám người từ cũng đều trùng trùng điệp điệp theo trở về, trong vườn thoáng qua liền an tĩnh lại. Sở Di thai lúc này đã có 8 tháng, mặc dù đã rất không có khả năng ra cái vấn đề lớn gì, nhưng trên đường sóc nảy khó tránh khỏi, làm cho thẩm tích vẫn là lo lắng vớ vẫn một trận. Sở Di cũng quả thật bị sốc nảy đến không quá dễ chịu, đau lưng đến kịch liệt. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là cao hứng hồi kinh chủ yếu là trong vườn trống trải rộng rãi, điều kiện gửi tuy nhiều, nhưng đến mùa đông liền so trong cung lộ ra lạnh nhiều. Ở trên xe ngựa, sở di nắm cả Nguyệt Hằng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ đông cung cái dạng gì sao? Vừa đầy hai tuổi tròn không lâu Nguyệt Hằng khóa lại tiểu lông mày suy nghĩ nửa ngày, vẫn là mờ mịt lắc đầu. Ha ha, không nhớ rõ cũng không có việc gì, trở về ngươi cũng biết rồi. Sở di hống nàng nói nguyệt hằng không khỏi bị nâng lên lòng hiếu kỳ bắt đầu hỏi lung tung này kia vấn an chút có không có hai mẹ con đáp đến đang vui lúc xe ngựa ngừng lại một cái chu minh thanh âm tại bên ngoài vang lên nói với sở di đằng trước đến truyền lời nói hoàng thượng muốn gọi tiểu ông chủ đi một chuyến sở di hơi sửng sốt một chút tiếp lấy liền cho nguyệt hằng bó cốt áo bông nhường nhũ mẫu ôm nàng quá khứ trong nửa năm này hoàng đế mặc dù vẫn như cũ rất hỉ nộ vô thường thường xuyên cùng triều thần phát cái lửa cái gì nhưng đối đông cung một mực rất tốt mà lại hắn đối mặt trăng nhỏ tốt cực kỳ lúc không thường lấy người đưa chút ban thưởng mặc dù có khi chỉ là một hai đạo mặt trăng nhỏ thích ăn điểm tâm nhưng cũng gặp hắn thích mặt trăng nhỏ cửu ngũ chí tôn thấy qua người trải qua sự tình quá nhiều có thế phá lệ đối với người nào biểu đạt một phần chiếu cố là rất không dễ dàng mặt trăng nhỏ chuyến này đi ba lượng khắc, trở về thời điểm vui vẻ đến không được. Sở di hỏi nàng làm cái gì, mặt trăng nhỏ dứt khoát trở về hai chữ. Trượt băng. Trượt băng. Sở di khẽ giật mình, nhũ mẫu đã thức thời về trước lời nói. Bên cạnh đang có một dòng suối nhỏ, hoàng thượng gọi người đi thử qua, mặt băng cống đến rắn chắc, liền dẫn ông chủ đi trượt trong chốc lát. Mẹ nha, hoàng đế tự mình mang theo nàng trượt chân sao sở di tuét miệng hơi hút miệng khí lạnh. Các ngươi cũng không biết khuyên. Tiểu hài tử quản một chút còn miễn, hoàng thượng ngã có thế tốt như vậy. Vũ mẫu cẩn thận cung kính không người. Nương tử yên tâm, bên người hoàng thượng tự có một đám ngự tiền cung nhân trông coi, ai cũng mặc kệ lãnh đạm, nô tỳ đều góp không đến trước mặt đi. Nàng nói như vậy sở di ngược lại là yên tâm, có thế tiếp xuống vấn đề là mặt trăng nhỏ từ đó đối cái này vận động sinh ra cực lớn nhiệt tình, trở về Đông Cung cũng nghĩ chạy đến ao nước nhỏ đi lên trượt băng. Cái kia phiến ao nước nhỏ tại hậu trạch trong hoa viên, cách sở di chỗ ở lục ý các cũng không tính là xa. Mùa đông, trong hồ nước loại hoa sen cũng khô, mặt băng trơn nhẵn rắn chắc, xác thực rất thích hợp trượt băng. Nhưng lại thích hợp sở di cũng đi không được, nàng lớn bụng đâu. Chỉ làm cho cung nhân bồi mặt trăng nhỏ đi, mặt trăng nhỏ lại không cao hứng, tiểu nha đầu này phá lệ dính cha mẹ. Cuối cùng cái này gánh nặng liền rơi vào thẩm tích trên đầu, thẩm tích mỗi lúc trời tối mang mặt trăng nhỏ đi chơi một khắc. Đồng thời, hắn còn rất cơ trí cầm chuyện này đem ở vừa mới bắt đầu cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng nhau nhận thức chữ viết chữ rất không thích ứng mặt trăng nhỏ, đề xuất yêu cầu nói: "Ngươi thật tốt học, bài tập thi qua, liền có thể chơi nhiều một khắc." Quá kém cỏi mà nói liền một khắc cũng không cho phép chơi sở di sau khi nghe xong cảm thụ là trăm ngàn năm qua khích lệ tiểu hài tử phương pháp quả nhiên vẫn là cơ bản giống nhau a à. sau đó mặt trăng nhỏ đối với học tập nhiệt tình liền như bay tăng vọt nàng thậm chí nguyện ý so ca ca tỉ tỉ nhóm lại nhiều viết năm khối chữ tuy là bọn hắn hiện tại luyện chữ cũng không chú trọng rất dễ nhìn chủ yếu liền là dần dần nắm chắc cái xúc cảm nhưng vẫn là liền thẩm tích đều nói đứa nhỏ này có thể a à, ba cái kia lớn mới học thời điểm, đều có thể ngồi không yên. Sở di trong lòng tự nhủ nói nhảm, còn không phải để ngươi vỏ bọc đường đại pháo đạn dụ hoặc. Lại về sau, có lẽ là bởi vì thẩm tích đem chuyện này xem như tin đồn thú vị nói cho hoàng đế nghe duyên cớ, sở di tại lật xem mặt trăng nhỏ biết chữ dùng thiên tự văn tật lúc. Phát hiện cái này sách biến thành mới tin lại chữ viết xa lạ một bản. Nàng thuận miệng hỏi nhũ mẫu một câu, hỏi vì cái gì đổi, lấy trước kia bản đâu. Kết quả nhũ mẫu nói cho nàng nói, đây vốn là hoàng thượng tự mình viết. Sở di thiếu chút nữa bị dọa một té ngã, đừng nói cổ đại hoàng đế, liền là đặc thế kỷ 21, ngươi đột nhiên nghe nói hài tử nhà mình biết chữ sách giáo khoa là người lãnh đạo quốc gia tự mình viết tay ngươi sợ hay không. Đến buổi tối thẩm tích tới dùng bữa lúc, nàng liền nơm nớp lo sợ hỏi thẩm tích muốn hay không đem quyển sách kia thật tốt thu, vạn nhất mặt trăng nhỏ cho dùng hỏng dùng mất đi, có phải hay không không thích hợp thẩm tích cười cười không có việc gì phụ hoàng là thật thích nàng mà lại phụ hoàng nói nếu dùng ném đi hắn liền lại viết một bản quyền đương thay đổi tâm tình sử dụng hết bữa tối thẩm tích liền lại mang mặt trăng nhỏ đi ao nước nhỏ mà lại lúc này hắn còn nhiều mang theo cái người là chuyên môn lựa đi ra thiện băng đùa hoạn quan thích hợp mặt trăng nhỏ xuyên giày nhỏ cũng nhiều cầm một đôi là băng đùa sử dụng mang theo băng đao giày mặc dù mặt trăng nhỏ bây giờ còn nhỏ, nhưng nàng thích cái này, liền để nàng thật tốt học một ít nha, cũng luyện một chút lá gan. Về phần va va chạm chạm, tiểu hài tử tóm lại là khó tránh khỏi, hắn bảo hộ ở bên cạnh đừng để nàng rơi quá lợi hại chính là. Mặt trăng nhỏ vừa mặc vào giày trượt băng lúc 10 phần khẩn trương, co lại trong ngực thẩm tích liền cũng không dám nhìn. Cái kia hoạn quan rất biết nhìn phân tất, gặp tiểu ông chủ sợ hãi, lập tức phiên nhược kinh hồng cho nàng tại trên mặt băng trượt một cái, thấy mặt trăng nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt trăng nhỏ thế là lại khôi phục nghe con mới để không sợ cọc bản tính, tại phụ thân nâng đỡ, lắc lắc ung dung theo sát cái kia hoạn quan học. Đại khái là sợ hãi tâm yếu duyên cớ, non nửa khắc công phu không ngờ nghĩ tránh ra thẩm tích tay chính mình đứng, thẩm tích nhất định phải tiếp tục viện nàng nàng còn không cao hứng. Ta trị mình thử một chút. Nàng vẫn có chút đầu lưỡi lớn thẩm tích cuối thân kiên nhẫn nói với nàng không được ngươi còn quá nhỏ chính mình chạy bộ có khi đều sẽ quẳng đúng hay không chúng ta từ từ sẽ đến không nóng nảy ô mặt trăng nhỏ không cao hứng cúi đầu ngẫm lại duỗi ra một cái ngón tay cùng phụ thân cò kè mặt cả số năm lần số mấy lần là tiểu hài tử đặt hữu tính theo thời gian phương thức tại bọn hắn học được nghiêm chỉnh thời khắc đơn vị trước đó cái này tương đối tốt hiểu. Thẩm tích liền nghiêm mặt nói. 5. Chán ghét. Mặt trăng nhỏ thở phì phò dẫm lên băng đao đều muốn nhảy, thẩm tích hết sức vui mừng, bận biệu đỡ lấy nàng, trả giá nói. ba lần. Mặt trăng nhỏ cũng không quá thỏa mãn, bất quá vẫn là gật đầu. Kết quả, tại ba lần bên trong, chính nàng ổn ổn đương đương trượt ra đi mấy bước. ba Số lượng từ sông. Thẩm Tích mau đuổi theo tới đỡ ở nàng. Có thể a? À. Hắn thật sự là có chút kinh ngạc, mặt trăng nhỏ mỉm cười nghiêng đầu quên hắn, liền nói đến tới năm. Mấy bước bên ngoài, nâng cao bụng lớn tại cung nhân nâng đỡ ra tiêu thực sở di nhìn ngay người, tiếp lấy chính là đau lòng nhức óc, thua lỗ thua lỗ. Nhà nàng mặt trăng nhỏ nếu là sinh ở hiện đại, chỉ không cho phép liền là ngày sau trượt nghệ thuật quán quân a. Khác một bên mấy bước bên ngoài. Thái tử Phi cũng nhìn ngây người. Nàng tâm thật lâu khóa chặt lông mày chuyển hướng bên người Bạch Nhụy, trong giọng nói đại là bất mãn cùng không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ cũng quá tung lấy tiểu ông chủ. Tác giả có lời muốn nói. Mặc dù đã rất muộn, nhưng không biết vì cái gì, ta chính là có loại chất mật tự tin, cảm thấy đêm nay còn có thể viết ra một chương bất quá mọi người vẫn là ngày mai lại đến xem đi, vạn nhất ta thể cái văn cái gì, vì làm việc và nghỉ ngơi đừng quá loạn có thể sẽ như hôm nay đồng dạng buổi sáng 4 năm điểm lại đứng lên tiếp tục viết tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 80 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bạch Nhụy không dám nói gì. Triệu Cẩn Nguyệt lại lần nữa nhìn về phía ao nước nhỏ, im lặng nửa ngày, đem khẩu khí này chìm xuống dưới. Đây không phải là con của nàng, thái tử cùng sở thị dạng này giáo, có lẽ cũng không có gì không tốt. Thái tử dạng này nuông chiều nữ nhi này, đợi đến sở thị sinh ra nhi tử, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Một cái hai cái đều kêu căng thành tính, trong nội tâm nàng ngược lại có thế an tâm không ít. Chỉ là triệu cẩn nguyệt ánh mắt chăm chú vào tại trên mặt băng nguyệt hằng trên thân nguyệt hằng mặc một bộ giày đặc áo bông lĩnh duyên tay áo duyên chỗ khảm lông trắng nổi bật lên nàng đặc biệt đáng yêu nàng còn thật thích nguyệt hằng là cái rất đẹp hài tử nghĩ đến nguyệt hằng ngày sau sẽ bị quen đến không ra bộ dáng nàng thật là có điểm thổn thức đi thôi chúng ta đường vòng triệu cẩn nguyệt nhàn nhạt quay người hướng một bên khác đi đi hai bước lại bị nguyệt hằng một tiếng thanh thúy mẫu phi kéo lại bước chân Nàng lại lần nữa nhìn sang, hồ nước bên trên nho nhỏ hài đồng đã đào ở chừng nàng một nửa cao hồ nước xuôi theo, dưới chân còn dẫm lên băng đau đâu liền muốn trèo lên trên. Thái tử mau đem nàng ôm ngồi ở kia đá dọc theo bên trên, cho nàng thoát giày trượt băng lại mặt bông vải giày mới thả nàng đi, nàng lập tức nhảy cẩn hoang hô hướng mấy bước bên ngoài sở thị chạy vội quá khứ. Vui vẻ bộ dáng làm người thương yêu yêu, chỉ là quá không giống cái tiểu thư khuê cát. Mẫu phi Nguyệt Hằng tại cách sở di còn có một bước xa thời điểm có ý thức ngưng lại chân. Nàng biết mẫu phi trong bụng còn có tiểu bảo bảo, đã nhanh sinh ra tới, rất sợ chính mình đụng vào hắn. Sau đó nàng kéo lại sở di tay, chỉ chỉ mặt băng, tranh công giống như hỏi. Mẫu phi nhìn thấy không? Thấy được. Sở di ngậm lấy cười sờ sờ trán của nàng, mặt trăng nhỏ thật lợi hại, sẽ chậm chậm học một trận, nhất định có thể trượt đến càng tốt hơn dứt lời nàng ngẩng đầu nhìn về phía thái tử như có như không nàng giống như xa xa nhìn thấy vườn hoa một bên khác có hai ba người ảnh trong đó một cái giường như thái tử phi nhưng cũng chính là như vậy một sai mắt công phu liền lại nhìn không thấy cũng không biết là bởi vì giả sơn che chắn vẫn là nàng vừa mới căn bản là nhìn xóa sở di thẩm tích đi hướng nàng gặp nàng đột nhiên thất thần kêu nàng một tiếng sở di trở lại sức lực xem hắn lại thăm dò tiếp tục hướng hắn sau lưng nhìn ta giống như nhìn thấy thái tử phi thẩm tích lần theo nàng nhìn quanh phương hướng cũng quay người nhìn nhìn không thấy được bất luận bóng người nào liền lại quay lại tới nàng cũng đồng thời nói cũng có thể là nhìn xóa thẩm tích cười âm thanh nắm nắm nàng tay đêm nay không tính quá lạnh cùng nhau nhìn nàng chơi một hồi đi sở di gật gật đầu trong lòng nhưng vẫn là không quá an tâm, liền đem Chu Minh kém ra ngoài, nhưng hắn nhìn một cái bên kia có người không có. Nàng gần đây giống như có chút trong lúc mang thai suy nghĩ nhiều, cảm thấy suy nghĩ đi, luôn cảm giác mình dạng này tập ngàn vạn sủng ái vào một thân rất nhận người hận. Người khác coi như bỏ qua, thái tử phi bên kia, nàng nghĩ có cơ hội nhiều cung kính một điểm liền tránh cung kính một điểm, thế nào nói sao, án hậu trạch đẳng cấp tính, Thái tử phi dù sao coi như nàng người lãnh đạo trực tiếp. Tại một nhà ba người một lần nữa trở lại ao nước nhỏ bên cạnh thời điểm, Chu Minh gãy trở về, hồi nói cũng không có người, Sở Di mới an tâm. Mặt trăng nhỏ một lần nữa mặc vào giày trượt băng trở lại băng bên trên, tại cái kia hoàng quang chỉ đạo Hà học được hưng phấn lại cố gắng. Sở Di nhìn xem nàng, vừa mới bắt đầu còn có chút tiếc hận nàng không có sinh ở thế kỷ 21 cuốn công cái này có thể đương Olympic quán quân tốt thiên phú, nhưng về sau bị mặt trăng nhỏ vui vẻ lây, lại cảm thấy thôi thôi, dạng này cũng rất tốt. Đồng dạng tính kỹ thuật đồ vật có thể làm công việc hoặc là xoát ra cái thế giới chi đỉnh thành tích cố nhiên tốt, nhưng có thế thuần đương yêu thích đến học cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc. Mặt trăng nhỏ loại thiên tư này nếu là đặt tại hiện đại, có lẽ thật có thể tại trượt nghệ thuật bên trên làm ra không tầm thường thành tích nhưng thi đấu thể dục dù sao rất khổ rất mệt mỏi còn khó khỏi bị tổn thương nàng bây giờ tại cổ đại làm cái tiểu ông chủ ngày sau sẽ còn biến thành tiểu công chúa đem cái này đương nhẹ nhàng quá nhẹ nhõm tùng chơi một chút cũng là rất hưởng thụ sở di ở trong lòng yên lặng nói với chính mình đương gia giáng dấp liền là biết được đủ chính mình cũng không có đạt thành thành tựu đừng thương mại tổng suy nghĩ nhường hài tử đi làm lại nói muốn đặt tại hiện đại nàng đoán chừng cũng tìm không thấy thẩm tích như thế cao chất lượng lão công đây cũng là không có mặt trăng nhỏ như thế manh hài tử qua gần hai khắc một nhà ba người trở về phòng cung nhân bưng tới trà gừng cho thẩm tích cùng nguyệt hằng ấm người sở di thảm hề hề chính mình uống thuốc dưỡng thai uống xong thuốc dưỡng thai đã thấy nhạc ma ma vào phòng tới nhạc ma ma đến sở di bên người cũng có nửa năm sở di luôn cảm giác nàng tồn tại cảm không cao giống như đối chuyện này cũng không quá để ý có thế thanh ngọc lại nói nhạc ma ma đã sớm đem trong trong ngoài ngoài sự tình đều bắt được cho nên sở di đối nàng vẫn tương đối tôn kính một là cảm thấy người này khẳng định có nàng thủ đoạn hai là niên kỷ cũng xác thực đặt tại nơi đó thế là nhạc ma ma vừa tiến đến nguyên bản tùng tùng đổ đổ lệch qua giường la hán bên trên sở di an vị thẳng người nhạc ma ma cung kính không người nương tử lâm quý nhân muốn gặp ngài Lâm Quý Nhân. Sở di vô ý thức nhìn về phía thẩm tích, đang đứng tại lò thang bên cạnh sấy khô tay thẩm tích cũng chính nhìn về phía nàng, hai người trong mắt thẳng đều viết. Cái này ai? Bọn hắn không biết kỳ thật cũng không kỳ lạ, vị này Lâm Quý Nhân nói là trưởng bối, nhưng kỳ thật tiến cung cũng liền 6 năm, luận số tuổi so thẩm tích cùng lắm thì 2 tuổi. Trong cung tần phi đông đảo, vị phần không cao tư lịch vừa nông tiểu tần phi các hoàng tử vốn cũng không quá nhận ra toàn, loại này tuổi trẻ, các hoàng tử lại còn phải tránh hiềm nghi, căn bản rất không có khả năng gặp qua. Nhạc ma ma cũng không cần bọn hắn phân phó, đều đâu vào đấy báo lên Lâm Quý Nhân lý lịch. Lâm Quý Nhân năm nay 25-26, mới vào cung lúc phong thường tại, cùng đồ Quý Nhân một mực ở chung một cung. Năm nay tứ công chúa hòa thân lấy chồng ở xa, đồ Quý Nhân phong khang phi, Lâm thường tại cũng liền mang theo tấn Quý Nhân. Nhạc ma ma nói đến chỗ này dừng một chút sở di trong lòng chính suy nghĩ cái kia nàng tới gặp mình là bởi vì khang phi khang phi lục hoàng tử cùng thẩm tích gần đây quan hệ không tệ ngược lại là thật nhạc ma ma nhưng lại nói tiếp nàng muốn gặp nương tử có lẽ là bởi vì đào thị là nàng cháu họ đi đào thị sở di cùng thẩm tích lại đối nhìn một cái thẩm tích đáy mắt một mảnh mờ mịt hiển nhiên muốn hỏi đào thị là ai trong cung làm sao nhiều như vậy ta kẻ không quen biết sở di phốc một tiếng cười năm ngoái tiếng đông cung cái kia để cho ta dội cho một chậu nước cái kia có nhớ không a à, thẩm tích bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy liền nói với nhạc ma ma ngăn cản không thấy nhạc ma ma dứt khoát ứng tiếng là nàng chuyên chọn lúc này tiến đến bẩm việc này vì chính là thẩm tích câu nói này nếu là những người khác nàng trực tiếp liền ngăn cản không thấy, nhưng vị này tốt xấu trên danh nghĩa vẫn là trưởng bối, thái tử không mở miệng nàng cùng sở lương đệ đều không tốt cả người. Nhạc ma ma như vậy cáo lui, sở di trù trừ một chút, vẫn là hỏi nhiều thẩm tích một câu. Thích hợp sao? Cái này có cái gì không thích hợp? Thẩm tích ngồi vào bên người nàng, ngươi cái này có mang thai đâu, người không có phận sự ít đến phiền ngươi. Có thế nàng rõ ràng là đến cho đào thị chỗ dựa sở di khóa lại lông mày ta trực tiếp ngăn cản không thấy nàng khẳng định trong lòng không phục không cam lòng không nhất định bí mật muốn nói gì chuyện đi lớn thanh danh bất hảo nghe còn không bằng nhìn một chút dù sao cũng ta đem nàng đổi trở về thôi dọa bên trên giật mình nàng khả năng ngược lại không dám nhiều chuyện thẩm tích hắn sờ sờ sở di cái trán, lời nói thấm thía đừng tốt như vậy đâu tính tình xông đến té ngã ngé con giống như sở di bất quá thẩm tích vẫn làm chút tương ứng an bài, miễn đi nàng lo lắng. Hắn tại sáng sớm hôm sau liền đi gặp Khang Phi, trước khen một trận lục đệ, tận lực bồi tiếp nói bóng nói gió hỏi Khang Phi, ngài có thế quản tốt ngài trong cung theo cư cung tần không thể. Chỉ là một cái quý nhân dám đi đông cung gây chuyện chỗ dựa, bao nhiêu là biết hắn cùng Khang Phi sở xuất lục hoàng tử thân cận, cảm thấy hắn không thể không cấp mặt mũi này. Ý tưởng này cố nhiên buồn cười, nhưng cùng Khang Phi cái này chủ vị buông thả cũng có chút ít quan hệ. Thẩm tích liền tính gột cả hai phía cùng Khang Phi biểu đạt một phen ngoại trừ lục đệ hắn cũng còn có người khác có thể dùng ý tứ. Hắn biết Khang Phi từ lúc nữ nhi hòa thân lấy chồng ở xa sau một mực trong lòng không dễ chịu, không nghĩ nhiều buộc nàng, có thế tổng không có đạo lý tùy ý nàng bên này phiền phức đến hắn đông cung đi. Khang Phi hiện tại cũng liền như thế một đứa con trai có thế chỉ nhìn, nào dám nhường nhi tử vì người bên ngoài ném việc phải làm, lập tức liên thanh đảm bảo tuyệt sẽ không tái xuất chuyện như vậy. Dù là như thế, thẩm tích cũng vẫn là tạm thời phơi hạ lục đệ, đem thụy tần sở xuất tứ đệ dùng bắt đầu. Tứ đệ mặc dù thân thể không tốt, đối quyền lực cũng không hứng thú, nhưng đối thẩm tích trung tâm, có việc phải làm cũng thật tốt xử lý. Quả nhiên, tại tháng chạp 28, Khang Phi liền gánh không được. Đi mời chỉ nói mình trong cung đầu lâm quý nhân làm việc không hợp, mời hoàng thượng làm chủ hoàng đế làm sao vì loại sự tình này hao tổn nhiều tâm trí, trực tiếp liền thuận Khang Phi định chỉ đem Lâm Quý Nhân hàng trở về thường tại, phong hào cũng mất, về sau chỉ có thể án dòng họ xưng điền thường tại. Lúc này, việc này triệt để an tâm. Lại cho điền thường tại mấy cái lá gan nàng cũng không dám tại bên ngoài chỉ trích đông cung, lại không dám lại đến náo cái gì. Trong đông cung, Đào Phụng Nghi nghe nói việc này sau, tức giận đến cắn nát một ngụm răng nhà sở lương đệ không khỏi kinh người quá đáng. Bên người cung nữ đê mi thuận nhãn. Nương tử ngài bớt giận. Ngài hiện tại cũng không thể làm cái gì, sở lương đệ trong bụng còn có đứa bé đâu. Vạn nhất ra chút gì sơ xuất, đừng nói là ngài, sợ là đổi lại ai cũng đảm đương không nổi. Thứ gì? Đào thị tức giận doanh mặt, trong nhà đại gian đại ác, chính mình lại là làm qua cung nô người, bây giờ đổ vào đông cung làm mưa làm gió cung nữ không còn dám lên tiếng, Đào thị hết sức trầm một hơi, lại hỏi nàng. Sử thị cũng không có cái gì động tĩnh. Nàng như thế gia thế, thật có thể cam tâm dạng này phòng không gối chiếc. Cái này, cái này nô tỳ không được rõ lắm. Cung nữ một mặt khó xử, trong lòng tự nhủ ngài sớm nhường thái tử lấy sinh bệnh làm lý do đưa trở về, người ta Sử thị có thế một mực âm thầm tại trong vườn bạn giá tới, ta đi chỗ nào cho ngài đi nghe ngóng nha. Đào Phụng Nghi phẫn nhiên còn nói. Luôn có nàng xui xẻo thời điểm. Nàng còn không tin, trong cung lại có người có thể dạng này vô pháp vô thiên. Nàng biểu cô mẫu là muốn vì nàng nói chuyện, cố gắng cũng nghĩ trong bóng tối cho sở lương đệ một chút sắc mặt nhìn, có thế trước mắt liền đông cung cửa cũng không vào quá, làm sao lại hàng vị phần đâu. Sở lương đệ không nhất định là làm sao cùng thái tử tác đến bên gối gió. 30 tháng chạp thẩm tích theo thường lệ một sáng liền rời đông cung cùng thái tử phi cùng nhau đi tham gia trong cung yến hội hai người ngồi chung bộ liễn đi trước hướng hoàng hậu vấn an có thế trên đường đi đều không nói hai câu nói liền cùng hoàn toàn không nhận ra ai cũng không biết nên nói chút gì trong đông cung sở di nguyên đã cho nguyệt hằng ăn mặc thật dày vân thi mang theo hoa nghi khi đi tới lại chân tay co cống bảo hôm nay thật là lạnh nàng liền lại cho hai đứa bé cắt thêm một bộ y phục sau đó các nàng cùng nhau dặn dò bọn nhỏ. Đi nải nải nơi đó phải ngoan ngoan nha. Không cho phép náo nha. Hai đứa bé đều khéo léo đáp ứng, tiếp lấy liền do cung nhân mang theo ra ngoài, đưa đi thư hoàng quý phi nơi đó ăn tết. Vân Thi thì tại sở di nơi này lại xuống dưới, dù sao hôm nay các nàng đều không có việc gì, thái tử cũng ban ngày cũng không có khả năng trở về, không bằng cùng nhau đợi, chạng vạn tối lúc lại một đạo phó hậu trạch yến hội ta thật là lười nhát ăn cái này tịch. Vân thi lười biến ngáp, ai cùng ai cũng không quen, ai cùng ai cũng không chào đón, có gì có thể tụ. Còn không bằng riêng phần mình trong phòng đợi, người nào thích cùng ai tụ chính mình đi lại liền phải. Còn không phải sao? Sở di chép miệng một cái. Trong đông cung một mực không sử dụng sáng tỉnh bất tỉnh định quy cũ, mọi người hàng năm tề tụ một đường, thời điểm, cơ bản cũng là giao thừa, nguyên tiêu, trung thu cung yến cơ hội không nhiều, nhưng mỗi lần hoặc là khó khăn cảnh thái bình giả tạo, hoặc là liền là trực tiếp mở bóp. Chỉ từ điểm ấy đến xem, sở di còn rất hoài niệm hai năm trước tại trong vườn đợi thời gian. Bởi vì một nửa người tại Đông Cung một nửa người tại vườn nguyên nhân, người dù sao đều tụ không đủ, cái này Tiểu Yến cũng liền tất cả đều miễn đi. Bây giờ lại muốn một lần nữa ứng phó cái này, nàng thật đúng là có điểm tâm mệt mỏi cảm giác này liền cùng tan tầm về sau còn muốn tham gia công ty liên hoan, kỳ thật nói chỗ nào không tốt cũng không thể nói, nhưng chính là mệt mỏi ứng phó. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao, a à a à đát. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.